Cái giá của kẻ phản bội. Tan làm, Trang đi qua chợ, thấy người ta bán gà vườn con nào cũng to lắm. Thế là cô dừng lại, mua một con về nấu cháo. Về nhà thì trời đã sâm sẩm tối. Con Hồng đi học về đã cơm nước xong xuôi. Thấy chị dâu về muộn, nó làu bàu. Ngày nào cũng chờ người ta cơm nước xong xuôi mới mò cái mặt về. Đúng là chỉ được cái lời việc nhà. Con này, im ngay. Bà Gấm quát con gái, không được nói hỗn để chị dâu nghe thấy. Bà cũng không ưa Trang lắm, nhưng dù sao Trang vẫn còn giá trị trong cái nhà này. Ít nhiều gì cô cũng là người làm ra nhiều tiền nhất. Chi tiêu trong nhà cũng là một tay Trang lo liệu. Từ ngày lấy Trang về làm dâu, cuộc sống của cả nhà sung túc hẳn ra. Thấy con dâu mang gà về, bà Gấm thắc mắc. Nhà cơm nước xong rồi, con mua gà về làm gì nữa? Dạ, con để sáng mai hầm thuốc bắc ạ. Thôi được rồi, con nhốt con gà vào cái bu ấy, để tí con Hồng ăn xong, nó làm cho. Con Hồng nghe vậy thì dãy nảy lên. Mẹ, con không biết làm đâu, ai ăn thì người ấy làm chứ. Mày lại giở cái thói lười biếng ra đấy hả? Cái thói ở đâu ra, ai ăn người ấy làm? Chị mày đi làm về mệt, không nói nhiều. Dọn cơm ăn đi, rồi còn đi làm gà. Chiều đi mua ít thuốc bắc mai hầm. Con Hồng phụng phụng phịu phịu, dậm chân bình bịch. Nhưng cũng không dám cãi lời mẹ nó, liền phụng phịu vào bếp dọn cơm. Trang thấy mẹ chồng nói vậy cũng không chen vào. Cô thừa biết mẹ chồng chỉ nói cho cô mát mặt thôi, chứ bà cũng chẳng thương yêu gì cô đâu. Ăn cơm xong, con Hồng đi ra làm con gà như lời mẹ nó sai. Nó tức lắm, nhưng chẳng làm được gì, đành phải nghe lời mẹ. Làm xong thì nó lên gọi Trang. Tôi làm xong rồi đấy, chị muốn nấu cái gì thì xuống mà nấu. Bà Gấm ngồi trên ghế uống nước quát con gái. Hồng, ai cho mày ăn nói trống không như vậy hả? Được rồi, chị cảm ơn. Trang đi xuống nhà bếp sơ chế con gà để vào tủ lạnh để ngày mai hầm. Làm xong Trang đi vào phòng nằm. Cô nằm trằn trọc một lúc mà không tài nào chợp mắt được. Chẳng là dạo gần đây Trang đã tình cờ phát hiện ra chồng cô là Lâm đang có một mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác. Trang đã nói chuyện với chồng về chuyện này. Lâm đã khóc lóc quỳ xuống và hứa sẽ kết thúc và không bao giờ tái phạm. Trang chậc lưỡi. Đàn ông mà, ai chả có lúc siêu lòng. Quan trọng là anh ta đã biết lỗi và sửa lỗi. Với lại, hai vợ chồng cũng mới cưới, giờ mà ly hôn thì người ta cười vào mặt. Mặc dù nhà chồng chẳng tốt đẹp gì, nhưng cố sống thì cũng chẳng có gì to tát. Trang quyết định tha thứ cho chồng. Nhưng tất nhiên cô sẽ để mắt đến chồng hơn. Chiều nay Lâm được nghỉ, còn Trang thì đi làm. Bước chân ra cửa, Trang dặn: "Nay anh ở nhà đi, đừng đi đâu. Chiều em về sớm mình về thăm mẹ." "Anh biết rồi, em cứ đi đi." Lâm biết Trang nói vậy để kiểm soát mình, nhưng biết sao được. Ai đời ăn vụng không biết chùi mép thì phải chịu thôi. Trang là dân kinh doanh, nói được làm được, nên Lâm có phần hơi sợ cô. Anh chỉ là dân văn phòng bình thường, so về tài chính lẫn sự tính toán đều thua vợ một bậc. Cô bồ của anh thì đẹp hơn, thân hình cũng bốc lửa hơn, nhưng cũng chỉ là đến nơi giải tỏa không hơn không kém. Dạo này, sức vòi vĩnh của cô ta ngày càng một lớn, nên Lâm cũng cảm thấy chán rồi. Đang suy nghĩ thì có tiếng điện thoại reo. Lâm nhìn vào màn hình rồi ngán ngẩm tắt máy. Ngay lập tức có tin nhắn đến. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh nhấc máy không thì bảo. Lâm thấy vậy liền bất đắc dĩ gọi lại cho Tuyết. Anh đây. Tuyết gắt lên ở đầu dây bên kia. Hôm nay anh đi đâu? Em nhắn tin mà không trả lời hả? Thì anh đã nói là anh bận rồi còn gì. Bận cái gì? Hay là anh có con nào rồi? Con nào là con nào? Em đừng có ghen bóng ghen gió có được không? Mình em thôi mà anh đã sắp hết hơi rồi, còn sức đâu mà em này em kia. À, thì ra anh chê tôi phiền chứ gì. Được rồi, vậy thì từ nay đừng có tìm tôi nữa. Chia tay thì chia tay, em cứ như con nít thế này, anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Tuyết bất ngờ với câu trả lời lạnh lùng của Lâm. Bình thường mỗi lần Tuyết hờn dỗi đòi chia tay là Lâm sẽ quỵ lụy xin lỗi cả tiếng đồng hồ. Rồi ngày hôm sau lại phải có một món quà đắt tiền nào đó thì cô mới chấp nhận làm lành. Vậy mà hôm nay cô vừa buông lời chia tay, anh ta đã vội vàng chớp lấy,
như sợ cô rút lại lời nói vậy. Tuyết cảm thấy Lâm đã thay đổi rồi. Anh ta không còn yêu cô như trước. Tuyết tắt điện thoại, ngồi thừ ra. Nhắn tin không trả lời, gọi thì bị tắt máy. Tuyết tức điên người vì Lâm bỗng dưng cho mình ra rìa. Cô ta quyết phải tìm gặp cho bằng được. Cô ta lên tận cơ quan Lâm chờ ngoài cổng. Lâm vừa ra đến nơi thì đã bị Tuyết tóm cổ làm ầm lên. Lâm sợ mọi người nhòm ngó, đành phải miễn cưỡng dắt Tuyết đi chỗ khác. Hai người vào một quán cà phê. Tuyết thay đổi hẳn thái độ, không gắt gỏng với Lâm nữa mà khêu gợi rủ dê Lâm. Hai người không thể kìm nén được nữa mà kéo nhau vào khách sạn gần đấy. Tuyết cuồng nhiệt, đàn bà và gợi cảm. Xong việc, Lâm đưa cho Tuyết 10 triệu nói nhanh. Từ nay mình đừng gặp nhau nữa, còn vợ anh nó biết rồi. Anh nói vậy là sao? Anh định ăn xong chùi mép à? Lâm không trả lời, anh ta mặc quần áo rồi bỏ đi. Tuyết ngồi trên giường, tay nắm chặt sấp tiền, răng cắn chặt, mắt long lên. Lâm đã quá coi thường Tuyết. Cô ta chỉ ít học, chứ không hề ít thủ đoạn. Hôm ấy, Trang đang làm việc thì có tin nhắn từ một số máy lạ. Mở ra xem, cô như chết lặng. Trang vội vã trở về nhà. Lâm đang nằm ườn trên ghế chơi game, thấy vợ về thì vội ngồi nhòm dậy. Chưa kịp nói gì thì Trang đã ném vào mặt anh ta một tờ giấy. Lâm ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhặt tờ giấy lên. Tay anh ta run rẩy. Đó là đơn ly hôn. Mắt anh ta mở đi, đầu quay mòng mòng, chả đọc hiểu được chữ gì. Trang đanh giọng. Anh có gì không hài lòng sao? Em... Sao lại... Không phải là em đã tha thứ cho anh rồi sao? Anh không ly hôn đâu. Người ngoài sẽ bảo là anh bạc bẽo bỏ vợ bỏ con. Chưa kể mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cho chúng ta ly hôn đâu. Anh yên tâm, anh không cần phải lo chuyện đó. Tôi là người viết đơn đề nghị ly dị cơ mà. Anh yên tâm, sẽ không ai nói anh là bỏ vợ bỏ con đâu. Còn mẹ anh, bà cũng đâu có ưa gì tôi. Khéo lại vui không hết ấy chứ. Lâm hết lý lẽ, không còn cách nào khác, bèn nói cùn. Nhưng anh không muốn ly hôn. Trang nghe xong câu nói này của Lâm thì cười khẩy. Nếu anh không ly dị tôi thì sẽ có một đứa trẻ khác trở thành đứa trẻ không cha đấy. Cô bồ của anh sẽ đau đớn lắm cho mà xem. Lâm giật mình nhìn Trang. Ý em là sao? Trang cười chua chát. Dù có thể chấp nhận chồng đi ngoại tình bên ngoài, nhưng đến mức có con với người khác thì ai mà không thấy bị xúc phạm chứ. Đã vậy, Lâm lại còn tỏ ra là người vô tội. Lâm coi thường trực giác của vợ hay là làm mà không dám nhận. Trang đưa điện thoại của mình cho Lâm đọc. Trên màn hình là tin nhắn của Trang và Tuyết. Tuyết chủ động nhắn tin cho Trang và còn gửi cả ảnh siêu âm đứa con mới được 8 tuần tuổi của hai người nữa. Lâm vứt cái điện thoại của Trang xuống giường quát lên. Cô ta, em tin cô ta làm gì? Cô ta muốn hại anh thôi. Anh đừng coi tôi là con ngu. Tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng việc đã đến mức này rồi. Cô ta đã có thai, lại còn thường xuyên nhắn tin làm phiền tôi. Dù sao tôi cũng khuyên anh hãy dỗ dành cô ta, không lại ảnh hưởng đến con của hai người đấy. Chắc mẹ anh sẽ vui lắm. Bà mong cháu đến vậy cơ mà. Còn chúng ta, chấm dứt thôi. Đừng phiền tôi nữa. Nói xong, Trang đứng dậy đi ra ngoài để mặc Lâm đang chơ chơ nhìn vào tờ đơn ly hôn đã có chữ ký. Anh ta biết ăn nói với bà gấm như thế nào đây? Trang nói như vậy là cô ấy đã suy tính rất kỹ rồi. Lâm biết chẳng có gì lay chuyển được cô nữa rồi. Chỉ trách anh ta quá ngu ngốc, bị Tuyết dắt mũi. Chuyện này mà đồn ra bên ngoài thì cái chức trưởng phòng sắp tới đang được đề bạt cũng xem như mất. Mà chắc gì anh ta còn được giữ lại ở công ty mà thăng chức. Nhờ có Trang, anh ta mới được nhận vào đây làm. Anh ta không thể quay về thời còn thất nghiệp trắng tay được. Trang xếp quần áo rồi trở về nhà mẹ đẻ. Trong thời gian chờ thủ tục hoàn tất, cô hẹn Lâm sẽ gặp nhau ở tòa. Bà gấm đi chơi về không thấy Trang đâu, chỉ thấy Lâm ngồi bần thần trong phòng thì hỏi: "Vợ mày giờ này vẫn chưa về à?" Lâm giật mình vội cuống quýt trả lời: "Vợ con à, cô ấy về ngoại ít hôm, nghe bảo bà ngoại bị ốm." Bà gấm nguýt dài: "Gớm chửa, lấy chồng rồi mà hờ ra một cái là tót về nhà ngoại. Đi cũng không biết mở mồm ra nói với tôi một câu. Ý mình có tí tiền là vênh cái mặt lên ngay. Thứ con gái con đứa mất nết."
Lâm nghe mẹ nói vậy thì không đáp. Anh giả vờ công ty có việc đột xuất rồi lấy xe phóng đi. Lâm nhắn tin cho Tuyết. Cô ta không trả lời tin nhắn của anh. Lâm gọi điện, Tuyết cũng cố tình không nghe mà chỉ gửi một tin nhắn ngay sau đó. Em còn đang trong giờ làm, tan ca em sẽ gặp anh. Lâm ra quán cà phê chờ Tuyết, anh như ngồi trên đống lửa. Mãi chiều tối, Tuyết mới mò tới. Cô ta cố tình để Lâm chờ lâu hơn mọi lần. Vừa thấy Tuyết, Lâm đã vội lao ra, kéo cô ta ngồi vào bàn quát lớn. Cô đang làm cái trò gì vậy hả? Tại sao cô lại nói chuyện đó với vợ tôi hả? Tuyết nhìn Lâm lạnh lùng đáp. Đủ chưa? Mới chỉ không gặp anh có mấy ngày thôi mà anh đã thay đổi như một con người khác thật sự. Anh yêu cô ta rồi chứ gì? Vậy còn tôi, còn con của chúng ta thì sao? Con nào? Làm sao tôi biết được chính xác nó là con tôi? Cô đã ngủ với bao nhiêu thằng, làm sao mà tôi biết được? Cô đừng có mà bắt tôi đổ vỏ. Tuyết vô cùng bất ngờ với câu nói của Lâm. Cô ta tức giận liền cười lớn. Được lắm, anh là loại đàn ông tồi, dám làm mà không dám nhận. Đã vậy, tôi sẽ đi đến tận nhà anh, để cho cả làng biết rằng anh đã nằm với tôi đến mức có con, rồi chối bỏ trách nhiệm. Tôi coi gia đình anh còn mặt mũi nào mà nhìn người ta, xem anh còn dám vác mặt đi làm không. Tuyết nói xong liền đứng phắt dậy đi luôn. Lâm sững sờ giây lát, anh ta không thể để người khác biết chuyện này được. Rồi như sực tỉnh ra, vội vàng chạy theo Tuyết níu tay cô ta lại. Tuyết, anh sai rồi, anh xin lỗi. Em đừng giận anh nữa, có được không? Anh sẽ chịu trách nhiệm với con, sẽ lo cho mẹ con em. Chỉ cần em đừng để lộ tin tức này ra ngoài, được không em? Chỉ cần em đồng ý giữ bí mật này cho anh, em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em. Nhìn thái độ nhu nhược đang xuống nước van xin của Lâm, Tuyết vừa buồn cười vừa khinh bỉ. Cô ta ngoái đầu nhìn lại Lâm, ngọt nhạt. Là tại anh đã chối bỏ em trước, chứ em yêu anh như vậy, nỡ lòng nào em lại làm tổn thương anh. Chỉ cần anh nghe lời em thì em sẽ ngoan ngoãn. Tuyết nói đến đâu, Lâm lại càng lo lắng hơn đến đó. Bụng Tuyết ngày một lớn, không thể giấu được mẹ mình nên đã đành nói thật mình mang thai. Đương nhiên là bà bù lu bù loa lên, bắt Tuyết phải kêu bố thằng bé đến, ra mắt nói chuyện cưới xin. Tuyết nói dối rằng bố thằng bé ở xa chưa về được. Bao giờ về sẽ nói với anh ta để gặp gia đình. Mẹ Tuyết vốn chẳng thể nào cản được việc làm của con gái nên cũng phải đành cắn răng mà chờ. Tuyết xin nghỉ thai sản sớm. Cô nói với Lâm thuê cho cô một căn hộ trên thành phố để tránh điều tiếng ở quê và cũng là để giữ bí mật về cha đứa trẻ. Lâm đương nhiên không thể chối từ được yêu cầu này của Tuyết. Lâm sợ bị lộ. Tuyết đã đánh vào đúng điểm yếu của Lâm. Tuyết lấy cớ không có người thân bên cạnh để bắt Lâm phải thường xuyên lên thăm mình. Một tháng phải đưa cô đi siêu âm hay khám thai một lần. Cuối tuần phải đưa cô đi mua sắm cho đỡ buồn. Cô thèm món gì phải đưa cô đi ăn. Tuyết sống như bà Hoàng mặc dù chẳng có người thân bên cạnh. Lâm quay như chòng chóng, vừa phải tốn tiền cung phụng Tuyết, vừa tốn công chạy đi chạy lại chăm sóc cô. Lâm gầy đi trông thấy, thần sắc lúc nào cũng sợ hãi, lo lắng. Tiền lương Lâm nhận được hàng tháng dần không đủ chu cấp cho Tuyết nữa. Tháng nào cũng thâm trước hụt sau. Anh phải vay thêm tiền của bạn bè để đưa cho Tuyết. Tháng sau lại bù vào tiếp. Cứ thế, Lâm dần trở thành con nợ của cả cơ quan. Mỗi người ít thì dăm trăm, nhiều thì dăm 7 triệu. Dần dần, ai anh cũng hỏi vay, nên người ta cũng né dần không cho vay nữa. Hết cách, anh đành xin tiền mẹ. Bà gấm thấy Lâm xin tiền mình nên lạ lắm. Từ khi lấy vợ, anh có bao giờ xin tiền mẹ đâu. Lương anh cũng hơn 10 triệu chứ ít gì. Chưa kể tiền thưởng các kiểu. Đương nhiên là Lâm sẽ không nói thật cho mẹ mình biết rồi. Bà gấm vốn tính nuông chiều con nên dù có thắc mắc, chất vấn vài câu nhưng cũng đưa tiền cho con. Chủ nhật, Tuyết biết Lâm được nghỉ nên bắt anh phải chở mình đi siêu thị mua sắm đồ sơ sinh, chuẩn bị để sinh. Lâm mệt mỏi vô cùng. Anh lại về xin mẹ một khoản lớn để đưa Tuyết đi mua sắm. Vào đến siêu thị, Lâm ở ngoài dắt xe vào bãi đỗ xe. Tuyết vào trước. Tuyết mua xong đồ sơ sinh của trẻ thì vào khu quần áo mỹ phẩm. Dù có bầu nhưng Tuyết vẫn rất ăn diện. Mỹ phẩm quần áo không thiếu thứ gì. Lâm đi theo Tuyết một hồi cũng chán nản nên đi ra khu khác.
anh đi đến khu bán trái cây và thực phẩm, đứng ngắm một lúc. Lâm rất thích ăn hải sản, đặc biệt là những món hải sản tươi như tôm và mực. Biết chồng thích nên Trang thường xuyên mua về chế biến cho chồng. Chủ nhật nào cô cũng đi chợ mua để đổi món. Từ ngày Trang trở về mẹ đẻ, Lâm chưa được ăn hải sản. Anh cũng thèm nhưng không nhớ ra để kêu mẹ đi mua. Chỉ khi nhìn thấy những thứ này, anh mới chợt nhớ ra mình thường được vợ nấu cho ăn. Lâm đứng ngẩn ngơ, nhớ về những ký ức cũ. Tuy mới chỉ cách đây vài tháng thôi, nhưng anh hiểu tất cả đã trở thành ký ức mất rồi. Chẳng thể nào quay lại được nữa. Tự dưng, Lâm thấy lòng mình trống trải quá. Từ bao lâu rồi, anh chẳng có một ngày vui. Bỗng, Lâm nhìn thấy một bóng người lướt qua. Là Trang, anh ta vội đuổi theo. Trang đang đi cùng với một cô gái khác. Cả hai cười nói trông rất vui vẻ. Lâm chạy đến trước mặt cô. Nhìn khuôn mặt hốc hác của anh, Trang chỉ lạnh lùng bước qua mà không chào lấy một cái. Lâm thấy tim mình như thắt lại. Anh nghe tiếng cô bạn đi cạnh Trang nói: "Chồng mày mà, phải không? Mày nhìn nhầm rồi đấy, tao không quen." Thủ tục ly hôn vẫn chưa xong mà Trang đã xem anh ta như kẻ xa lạ. Lâm biết anh chẳng thể quay đầu được nữa rồi. Anh ta đã phản bội một người vợ tạo tần, tài giỏi để chạy theo một con đàn bà phù phiếm và tham lam. Tuyết ở chỗ quầy mỹ phẩm thử đủ loại của Hàn Quốc, Nhật Bản. Quay lại không thấy Lâm đâu, liền đi tìm. Cô ta đi qua mấy quầy hàng quanh siêu thị, vẫn không thấy Lâm, liền lấy điện thoại ra gọi. Lâm quát lên trong điện thoại: "Đang ở nhà xe. Anh định không vào trả tiền hàng à? Cô mua được thì tự mà trả. Anh vừa ăn phải cái thứ gì vậy hả? Tôi làm gì mang tiền? Anh có vào trả tiền không thì bảo." Lâm dù rất bực nhưng cũng phải cố gắng đi lại vào trong siêu thị. Tuyết đang đứng gần quầy tính tiền với một xe đầy hàng hóa. Lâm liếc qua cái xe ngán ngẩm nói: "Mua gì mà lắm thế? Ở nhà còn đầy ra, có xài hết đâu. Thế anh có trả không thì bảo." Nói xong, Tuyết tức tối đi ra ngoài trước. Cô nhân viên nhìn Lâm ái ngại nói: "Xin lỗi, quý khách có thanh toán không ạ? Không thì vui lòng để người khác thanh toán trước." Lâm quay lại, thấy có 3-4 người đang xếp hàng chờ mình phía sau. Cảm thấy xấu hổ quá, liền nói: "Em thanh toán cho anh." Lâm xách một túi to với vài 3 túi nhỏ nữa đi ra nhà xe. Tuyết đã chờ sẵn ở đó, mặt cô ta sưng lên. Lâm cầu nhau: "Đã nói mua ít ít, vừa đủ thôi rồi còn mua tiếp. Cô mua thế này dùng không hết lại bỏ đi, tiền đâu mà lại cho đủ. Anh lại còn tiếc tiền với tôi à? Thế tại ai mà tôi phải lừa cha dối mẹ, ôm bụng bầu lên đây sống một mình hả? Anh định để cho cả cái làng này biết cái thai trong bụng tôi là con anh đúng không? Được rồi, nếu anh muốn thì chiều nay tôi sẽ dọn đồ đạc về." Tuyết nguôi nguẩy bỏ đi, mặc cho Lâm ở đằng sau loay hoay với đống đồ đang ra sức gọi với theo. Tuyết vẫn đi phăng phăng, mặc dù cái bụng bầu đã trở vượt mặt. Lâm biết tính Tuyết, cô ta tức lên là coi trời bằng vung. Đương nhiên, đã đâm lao thì phải theo lao. Anh đã mất bao nhiêu công sức và tiền của để giữ bí mật này đến lúc này. Không thể vì một phút nóng giận mà phá vỡ tất cả. Lâm chạy theo sau Tuyết, kéo tay cô ta lại, rối rít xin lỗi. "Anh biết anh sai rồi, anh không nên nóng giận với em. Em muốn gì anh cũng nghe em hết, được chưa? Giờ anh xin em hãy lên xe đi, anh mệt lắm rồi." "Mới có một chút chuyện thôi, anh đã mệt mỏi rồi. Vậy sau này con tôi ra đời thì làm sao? Nó còn chưa có chỗ ăn chỗ ở. Ngay cả cái nhà cũng không có mà phải đi trọ đây này." "Được rồi, em cứ về nhà dưỡng thai cho tốt. Anh hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho mẹ con em. Em thiếu thứ gì, anh cũng bù đắp cho em." Tuyết thấy Lâm người chẳng còn sức lực, tinh thần uể oải nên cũng không muốn gây sức ép lên anh ta nữa. Cứ để từ từ rồi bắt anh ta chịu trách nhiệm từng chút một. Cô là người nắm đằng chui trong tay cơ mà. Cuộc chơi này cô không sợ là người thua cuộc. Dẫu thế nào thì cô ta mới là người được lợi. Tuyết cười thầm dịu giọng lại: "Được rồi, cứ như thế này có phải là vui vẻ cả đôi bên không? Tự dưng lại nổi điên lên, khiến em cũng điên theo. Anh cũng biết mà, bà bầu tính khí thất thường lắm. Em mà đã điên lên rồi là không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu." Nói xong, liền ngoan ngoãn đi theo Lâm về chỗ gửi xe. Tháng cuối thai kỳ, Tuyết chỉ ăn với ngủ, rồi dậy xem phim. Cô ít vận động nên cơ thể khá nặng nề,
tinh thần lúc nào cũng gắt gỏng cáu kỉnh. Mỗi lần như vậy, cô ta lại vung tiền mua sắm bất cứ thứ gì mà cô ta thích. Lâm lại phải bấm bụng chu cấp tiền cho Tuyết. Lâm gầy rộc đi, râu ria bờm sờm, người chẳng còn ăn diện trải chuốt như trước nữa. Cứ tan làm là lại chạy lên chỗ Tuyết. Chiều nay mới 4 giờ, Tuyết đã nhắn tin gọi Lâm lên có việc gấp. Lâm nhìn thấy tin nhắn của người tình, chả buồn trả lời. Chờ một lúc không thấy tin nhắn của Lâm phản hồi, Tuyết tức tốc gọi điện thoại. Anh đi đâu mà sao không trả lời tin nhắn của em? Làm việc chứ đi đâu, tôi làm gì còn thời gian mà đi đâu nữa. Sao tự nhiên lại gắt lên với em? Tan làm lên ngay đây, em có chuyện cần bàn gấp. Lại chuyện gì nữa? Lên rồi biết. Tuyết tắt máy cái rẹt, chẳng chào hỏi lấy một câu. Tính cô ta là vậy, Lâm quen rồi. Ngày trước còn thấy cái đấy là cá tính, là đáng yêu. Giờ Lâm mới thấy đó là hành vi thô lỗ, không có ý thức của một con người cần phải có. Đang nói chuyện với người khác mà ngang nhiên ngắt điện thoại không báo trước một câu. Trang chưa bao giờ làm thế với anh bao giờ. Có chăng là những lúc tức giận, Lâm tự mình làm vậy với vợ. Tự dưng, Lâm thấy mình thật cũng là người vô văn hóa giống Tuyết bây giờ. Tan làm, Lâm uể oải lái xe lên thành phố, cách chỗ thị trấn anh làm việc 20 cây số. Căn hộ Lâm nhờ một người bạn thuê cho Tuyết là của một người quen. Họ đã đi nước ngoài, không ở nữa nên tạm thời cho thuê. Căn nhà 2 tầng cũng khá khang trang rộng rãi. Mình Tuyết không thể dọn dẹp nên cô ta thường thuê ô xin theo giờ. Mỗi tuần cô thuê người ta đến dọn dẹp một lần. Nấu ăn thì bữa được bữa cái, chủ yếu là gọi giao đồ ăn đến. Cả ngày Tuyết cứ lướt mạng tìm đồ mua sắm. Lâm đến, Tuyết đang nằm vắt vẻo xem điện thoại. Thấy Lâm, cô ta chỉ liếc ra ngoài nhìn một cái, rồi lại tiếp tục công việc yêu thích của mình. Lâm thở dài. Em ăn gì chưa? Chưa, em chờ anh đến rồi mình đi ăn luôn. Em gọi anh đến có chuyện gì? Tuyết bỏ điện thoại xuống ghế nhìn Lâm. Em muốn bàn với anh chuyện này. Em cũng sắp sinh rồi, mà ở trên này một mình không có ai cả. Anh cũng đi làm suốt, chỉ buổi chiều mới đến được với mẹ con em. Em cũng muốn gọi mẹ lên ở cùng, nhưng lại vướng anh, mẹ sẽ nghi ngờ. Vậy nên còn ít tuần nữa là sinh. Em muốn anh đưa em vào viện để chăm sóc đặc biệt, chờ ngày sinh luôn. Có chuyện gì thì có y tá bác sĩ người ta lo cho. Lâm im lặng không trả lời. Bây giờ mà đưa vào viện chăm sóc đặc biệt thì lại tốn một khoản không nhỏ nữa. Biết lấy đâu ra? Lâm ngần ngừ. Còn gần một tháng nữa mới sinh, em cứ nằm ở nhà đi. Bao giờ sinh thì vào viện cũng được mà. Người ta cũng thế, có sao đâu. Anh điên à? Tôi trên này một thân một mình, anh chờ tôi sắp sinh mới vào viện là muốn mẹ con tôi chết để cho anh rảnh nợ có phải không hả? Lâm luống cuống phân bua. Ý anh không phải vậy. Ý anh là bao giờ em cần sinh rồi hãy vào, chứ bây giờ mà vào đó nằm chờ thì tốn kém lắm. À, thì ra là anh tiếc tiền chứ không có gì hết. Anh thà để mẹ con tôi chờ chết chứ không chịu chi đồng xu các bạc nào chứ gì. Ai chả biết nhà anh lắm tiền nhiều của, vậy mà vài đồng bạc lẻ của con mình mà còn tiếc. Được rồi, vậy thì mẹ con tôi cũng đếch cần cái mặt anh nữa. Anh cút đi ngay cho tôi. Tuyết chỉ thẳng vào mặt Lâm đuổi anh ta đi, mặc dù ngôi nhà này là chính Lâm thuê cho cô ta ở. Đương nhiên, cô ta biết rõ mình chỉ hăm dọa thôi, Lâm không đời nào làm trái ý cô. Lâm mệt mỏi nói, em cứ làm như thế thì làm sao anh sống nổi, em phải để cho anh có thời gian để sắp xếp chứ. Em làm như anh là thánh không bằng ấy, em yêu cầu một cái là anh lập tức làm được. Không làm được, không làm được thì ngay từ ban đầu đừng có mà mò đến với tôi. Bây giờ anh thỏa mãn rồi nên muốn bỏ rơi mẹ con tôi phải không? Anh có còn là người nữa không hả? Anh không xứng đáng làm cha của con tôi. Lâm vội cúi xuống ôm lấy lưng Tuyết dỗ dành. Thôi được rồi, anh nghe em. Nhưng em phải chờ anh mấy hôm nữa để anh tìm cách. Chứ tiền của anh bây giờ không còn một đồng nào. Thẻ của anh thì em đã cầm rồi. Tiền mặt anh chỉ còn đủ xăng xe thôi. Tuyết ngồi dậy mặt tỉnh bơ. Anh hỏi mẹ anh ấy. Bà ấy chiều con trai lắm mà, nhà có mỗi thằng con trai, lẽ nào lại để anh thiếu thốn, mà còn của nà của con vợ anh nữa. Em nghe nói nó làm được nhiều tiền lắm mà, ly dị rồi mà không chia được miếng nào à? Lâm buông Tuyết ra, mặt quay đi. Bọn anh ly dị không liên quan đến tài sản đôi bên, tiền cô ấy làm ra anh có quyền gì mà đòi hỏi. Sao anh ngu thế, đáng lẽ lúc cưới anh phải đòi sang tên một ít chứ.
Vậy mà bên ngoài cứ đồn thổi là anh lấy vợ giàu được chia chác nhiều tài sản lắm. Ai mà ngờ. Thật là ngu hết chỗ nói. Tuyết thờ người, gương mặt đầy vẻ thất vọng. Cứ tưởng vợ anh ta giàu như thế thì Lâm cũng giấu giếm được không ít của nạ chứ. Vậy mà giờ Lâm lại nói trong tay chả được gì từ Trang. Chẳng phải Tuyết tốn công tốn sức mồi chài Lâm đã thành công cốc rồi sao? Không, đâm lao thì phải theo lao, không được cái này thì phải được cái khác. Dù sao, nhà Lâm cũng thuộc hàng khá giả ở cái làng này. Nhà lại chỉ có độc mụn con trai. Gia tài của họ cũng dành cho Lâm chứ cho ai. Nghĩ vậy, Tuyết cũng có chút an ủi. Lâm nghe Tuyết nhắc đến vợ một cách khinh thường, tự dưng anh ta thấy khó chịu. Tâm trí anh ta bây giờ đang rối ren lắm. Chẳng biết rồi cái ngày Tuyết sinh con sẽ là ngày vui hay là ngày họa đây. Lâm về nhà, vào phòng mình mở tủ quần áo, lấy cái hộp đựng vàng cưới mà lần trước Trang trả lại cho anh. Số vàng này, anh định khi nào mẹ biết chuyện hai người ly dị sẽ trả lại cho mẹ anh. Coi như là giữ lại chút danh dự cho vợ trước mặt mẹ mình. Anh không muốn lấy nó ra tiêu. Nhưng bây giờ tình thế cấp bách quá rồi. Tiền mặt chẳng có bao nhiêu mà Tuyết thì cứ hối anh như vậy. Lâm đành phải bấm bụng mà mang đi bán. Số tiền vàng được mấy chục triệu cũng chả thấm vào đâu với tốc độ tiêu tiền như vũ bão của Tuyết. Tuyết được chăm sóc đặc biệt sung sướng không phải làm gì. Dù ở trong bệnh viện được có đầy đủ nhu cầu nhưng Tuyết vẫn không chừa thói quen mua sắm. Ở bệnh viện, không được nhận hàng, cô ta lại mua rồi cho địa chỉ cơ quan Lâm, bắt Lâm trả tiền nhận hàng rồi mang đến cho mình. Lâm chạy như con thoi. Vài ngày lại một thùng hàng lớn, ngày nào cũng phải tạt qua bệnh viện trăm người tình. Bác sĩ thăm khám cho Tuyết nói rằng thai nhi đã quay đầu, còn vài ngày nữa là sinh, Lâm phải chuẩn bị thêm một số tiền lớn nữa. Tuyết nằm phòng VIP một ngày đã 2 triệu đồng. Cô lại yêu cầu mổ đẻ nên ít nhất cũng phải nằm viện 7 ngày nữa. Chưa kể các phí này nọ, ít nhất cũng phải dăm chục triệu. Tiền bên ngoài đã kiệt, vay mượn cũng chẳng ai dám cho vay nữa. Dù mấy lần trước anh đã mặt dày hỏi mấy người bạn, cả bạn cùng cơ quan lẫn bạn học, bạn cùng làng. Đứa nào cũng chối đầy đẩy rằng không có tiền hoặc nhà đang có việc. Lâm thừa biết chúng nó không muốn liên quan đến mình nên mới nói vậy. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được người ta. Tiếng đồn Lâm nợ như chúa trộm đã lan khắp làng khắp xã rồi. Cũng từ mấy người bạn chí cốt của anh ta mà ra cả. Lâm về nhà hỏi mẹ. Mẹ còn tiền cho con vay một ít. Bà Gấm ngạc nhiên nhìn con trai. Làm gì mà vay? Thì con có việc. Việc gì? Lương mày tháng mười mấy triệu mà tiêu hết rồi à? Ta cũng biết, từ ngày mày lấy vợ, mày có đưa tiền cho vợ mày đâu? Hay bây giờ mày mới đưa hết cho nó? Mà cái con đấy đi cả mấy tháng rồi không thấy giúp cái mặt về nhỉ? Tiền chợ cũng không thấy đưa. Lâm gắt lên. Làm gì có, cô ấy chẳng cầm đồng nào của con cả. Bà Gấm nghe con trai trả lời càng lấy làm lạ. Thế không đưa cho nó thì mày làm gì mà tiêu hết tiền? Lại còn vay tiền mẹ hả? Con có việc làm ăn với mấy đứa bạn, cần lắm con mới hỏi mẹ. Nếu mẹ không cho con thì con đi vay chỗ khác vậy. Bà Gấm thấy con gắt gỏng, thái độ giận dỗi vậy cũng không muốn hỏi nữa. Từ nhỏ bà đã vốn chiều con cái theo cách này. Con vòi vĩnh cái gì, bà chỉ chửi vài câu rồi lại chiều theo ý chúng. Cả Lâm và con Hồng đều biết tỏng cái tính của bà rồi. Nên thỉnh thoảng muốn đòi mua cái gì, nói với mẹ vài câu, nghe mẹ chửi vài câu là thế nào cũng được như ý muốn. Thế bao nhiêu? 50 triệu. Bà Gấm há hốc miệng ngạc nhiên khi nghe đến số tiền con trai thông báo với mình. Mày làm cái gì mà cần nhiều tiền vậy hả? Làm ăn thì bấy nhiêu nhằm nhò gì? Nhưng mà là làm cái gì mà bí mật vậy hả con? Đừng có nghe người ta lừa đảo rồi tiền mất tật mang đấy. Tao nghe người ta nói cái đa cấp gì đó lừa người ta nhiều lắm đấy. Đừng có mà dây vào. Mẹ làm như con ngu lắm không bằng ấy. Mấy cái ấy làm gì mà dụ được con? Chuyện làm ăn của con mẹ không hiểu được đâu. Mẹ cũng đừng hỏi nữa. Bà Gấm suy nghĩ giây lát rồi đứng dậy vào phòng mình mở cửa. Bà lấy cái chìa khóa tủ bỏ dưới chiếu rồi mở tủ lấy ra một cái túi đựng tiền. Đếm một lúc, bà hơi tiếc chần chừ một lúc mới đem ra đưa cho con trai. Đây, tiền ta mới lấy hai cái họ với tiền để dành còn có nhiêu đây. Làm ăn gì thì làm cho cẩn thận. Nhanh nhanh rồi trả vốn cho mẹ. Con biết rồi.
Lâm nhanh tay cầm tập tiền từ tay mẹ rồi cất vào túi. Bà Gấm nhìn con vẫn còn tiếc ngẩn ngơ số tiền vừa lấy họ. Bà định đem cho người ta vay lấy lãi hàng tháng. Thế mà tiền chưa nóng tay đã phải đưa nó cho con rồi. Chả biết nó làm ăn ra sao nữa. Bà Gấm thở dài lo lắng, trong lòng bất an vô cùng mà chẳng biết nói cùng ai. Tuyết gọi điện báo cho mẹ biết mình sắp sinh. Cô nói bố đứa trẻ đã sắp xếp mọi việc chu đáo rồi, bao giờ cô sinh sẽ gọi mẹ lên chăm sóc. Tuyết nói với Lâm chỉ cần anh đưa tiền cho cô, việc chăm sóc để mẹ mình lo cho tiện. Dù sao, đàn bà sinh con cũng cần có mẹ bên cạnh. Lâm là đàn ông không lo được đâu. Lâm cũng đồng ý, nhưng anh ta lại lăn tăn, sợ mẹ Tuyết nhận ra mình thì sao? Tuyết nói tạm thời, Lâm cứ lánh mặt, chỉ cần đưa tiền cho cô ta là được. Thấy Tuyết nói có lý, nên Lâm đành đưa số tiền mới vay của mẹ cho Tuyết. Tuyết sinh mổ, con gái nặng 3 cân. Mẹ Tuyết thấy con gái mang thai mà được nằm phòng VIP, ăn uống chăm sóc hạng sang thì cũng mừng thầm. Tin là con rể tương lai là người giàu có nên không lăn tăn gì nữa. Tuyết đưa tiền cho mẹ lo mua sắm, thiếu gì cứ mua, không cần lo lắng. Mấy ngày người tỉnh sinh con, Lâm không phải lên chăm nom nên có thời gian rảnh rỗi. Chàng cũng gọi anh lên tòa để làm nốt thủ tục ly hôn. Ngày gặp lại ở tòa, Trang vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Lâm nhìn vợ cũ ngập ngừng nói, sau này chúc em hạnh phúc. Trang chỉ gật đầu rồi đi thẳng. Ngoài cổng đã có một chiếc xe ô tô chờ sẵn. Một người đàn ông lịch thiệp bước xuống mở cửa cho Trang bước vào. Lâm ngẩn ngơ nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất sau mấy căn nhà cao tầng. Tuyết sinh xong được một tuần thì xuất viện. Lâm muốn gặp con gái nên đến thăm với vai trò là một người bạn. Lâm mua 2 hộp sữa ngoại mang đến thăm Tuyết. Bà Đậu mẹ Tuyết đang nấu cơm dở thì nghe thấy có tiếng chuông cửa. Bà bỏ dở nồi canh đứng dậy ra mở cửa. Thấy Lâm, bà khá ngạc nhiên. Tuy là người khác làng nhưng chuyện Lâm đã có vợ, bà cũng biết màng máng. Vì cái đám cưới của Lâm ngày trước to nhất làng, người ta nói đi nói lại nhiều lắm. Với lại, bà cũng chưa từng nghe Tuyết nhắc đến chuyện cô có quen biết Lâm. Lâm lễ phép. Cháu đến thăm mẹ con Tuyết ạ? Sao cậu biết nó sinh mà thăm? Mà lại còn biết nhà nó nữa? Dạ, dạo gần đây cháu với Tuyết cũng có quen biết nên hay hỏi thăm nhau, nên cháu mới biết chuyện Tuyết sinh con rồi ạ. Bác cho cháu vào thăm mẹ con cô ấy. Bác cứ gọi Tuyết giùm cháu, bảo có Lâm đến chơi, chắc là cô ấy sẽ đồng ý. Bà Đậu vênh mặt ngoay ngoảy bỏ vào trong nhà. Có khi nào Lâm biết con rể của bà giàu có nên mới làm thân không? Trước đây bà cũng nghe Lâm có tiếng trang hoa, lăng nhăng, lại thêm bà mẹ chua ngoa nên cũng không ưa gì anh. Bà Đậu hỏi Tuyết, mày có chơi với thằng Lâm con bà Gấm à? Nó tới thăm mày đang đứng ngoài cổng kia kìa. Mẹ không mở cổng mời ảnh vào. Ôi giời, mày bạn với thằng đó làm gì? Chồng mày về lại rách việc ra, nhìn cái mặt đã thấy hãm rồi. Ơ kìa, dù sao người ta cũng đã tới, mẹ kêu ảnh vào đi. Bà Đậu nghe con nói vậy, đành quay lại dẫn Lâm vào nhà. Lâm không nói gì, đi theo sau bà ta. Lâm chẳng ngại ngần mà đi thẳng vào phòng của Tuyết. Bà Đậu không kịp ngăn Lâm. Anh ta đã vào trong phòng Tuyết nhìn mặt con gái. Con bé đang ngủ. Tuyết đẻ xong cũng chẳng thay đổi gì mấy. Lúc có thai, cô tăng có 5 cân, nên sau sinh cũng chẳng khác mấy. Tuyết chẳng kiêng cữ gì, ăn mặc phong phanh, máy lạnh bật vù vù, đang ngồi lướt điện thoại. Lâm ngồi xuống đưa 2 hộp sữa cho Tuyết. Đây là sữa anh nhờ bạn mua bên Mỹ, hàng xách tay. Nghe nói sữa tốt, em pha cho con uống. Ừ, anh cứ để đấy. Tuyết đáp xong thì lại chúi mũi vào điện thoại. Lâm ngắm nghía con một lúc thì Tuyết bảo, à, tiện thể em cũng nói với anh luôn. Số tiền anh đưa em trước khi sinh gần hết rồi, anh đưa thêm cho em, chứ tiền trợ búa bỉm sữa của con tốn kém lắm. 50 triệu mà em tiêu hết rồi sao? Có 50 triệu bọ mà anh nghĩ là to à? Anh có biết bây giờ người ta đi đẻ tốn cả 100 triệu không? Có 50 triệu mà anh còn to tiếng với em. Bao nhiêu thứ phải lo. Nếu không phải có mẹ em lên đây phụ giúp mà thuê bên ngoài á, giờ chỉ còn da với xương thôi. Được rồi, để thư thư vài bữa anh tính rồi gửi lại cho em sau. Bà Đậu thấy Lâm đã vào trong được một lúc rồi còn chưa ra liền đi vào. Bà cao giọng, cái đẻ nên ngủ nhiều chút. Tối con nó quấy không ngủ được lại mất sữa đấy. Lâm biết ý bà Đậu đang đuổi khéo mình nên đứng dậy kêu Tuyết đi ra phòng khách cùng mình. Tuyết là mình làm mẩy.
Còn chuyện gì nữa, anh nói luôn đi. Thấy con gái bị Lâm làm phiền, bà Đậu liền mắng. Cậu định giở trò gì với nó à? Thôi ngay đi nhé, con bé nó có chồng giàu có rồi nhé. Đừng có đến đây mà giở cái thói trăng hoa ra. Tuyết thấy mẹ mình nói càng ngày càng quá. Rõ ràng nhà cửa và tiền này là do Lâm chu cấp cho cô. Với lại người khuyến rũ mồi chài Lâm ngay từ đầu là cô, chứ không ai khác. Vậy mà mẹ cô lại rêu rao là của người đàn ông khác, nên đứng dậy khuyên can Lâm về đi. Lâm lưu luyến con gái nên không muốn về, nhưng Tuyết cương quyết đuổi về. Cô nói rằng anh mà ở đây lâu là sẽ bị lộ. Mẹ cô tinh ý lắm, thế nào cũng nhận ra và sự việc Lâm có con với Tuyết sẽ bại lộ. Lâm sợ lộ chuyện mình ngoại tình nên đành phải vác mặt ra về, dù ngôi nhà mẹ con Tuyết đang ở kia là do chính tay anh thuê cho. Chiều tan sở sớm, Lâm lững thững ở cổng cơ quan mãi. Anh muốn đến thăm con gái mới sinh, nhưng nghĩ đến thái độ khinh khỉnh của bà Đậu, Lâm thấy ái ngại, không còn hứng thú để đi. Từ ngày Tuyết mang thai, Lâm cứ phải xoay như trong chóng với những đòi hỏi của cô, nên chẳng có thời gian mà chơi bời như trước nữa, mà cũng chẳng còn tiền để mà chơi. Người ta thấy Lâm cứ hết vay tiền người này đến mượn tiền người khác, nên họ cũng ngại ngần, không muốn lại gần. Dần dần các mối quan hệ của Lâm với mọi người cứ xa cách rồi rơi rụng dần. Về nhà bây giờ cũng chẳng có ai, chỉ có mẹ anh. Mà dạo này cứ gặp anh là bà lại hỏi về số tiền mà anh đã vay bà. Bà lo lắng Lâm bị lừa, cứ dặn dò rồi lại thao thao bất tuyệt, kể về chuyện lừa đảo các kiểu. Lâm không muốn nghe, càng nghe càng thấy đau đầu khó chịu lắm. Thế nhưng không muốn về thì cũng phải về. Lâm vừa dừng xe trước sân, bà Gấm đã chạy ra. Mày vào đây, nhanh lên. Có chuyện gì, mẹ cũng từ từ để con thay quần áo đã chứ. Trời ơi, giờ này mà mày vẫn còn lo chuyện quần quần áo áo à? Còn vợ mày nó cắm cho mày một cái sừng dài trên đầu rồi con ạ. Còn với cái, ngu ơi là ngu. Lâm giật nảy mình khi nghe bà Gấm nói vậy. Anh lắp bắp. Ý mẹ là sao ạ? Bà Gấm chu chéo lên. Còn sao với chăng cái gì? Con Bích hàng xóm vừa nói với tao bắt gặp vợ mày đi ăn với thằng nào trên phố. Thử con gái lăng loạn chắc nết. Thế mà nó bảo nó về chăm mẹ ốm cơ đấy. Bảo sao mấy tháng nay không hề đưa cho tao một đồng nào. Tưởng không về đây là tiền không phải đưa hay sao? Hay tiền đưa đi nuôi trai hết rồi? Chỉ trách con tôi nó hiền quá. Con Hồng lúc này cũng chạy từ trong nhà ra. Nó vội đổ thêm dầu vào lửa. Gớm đời, anh lấy cái loại đàn bà không ra gì rồi. Chị Bích cho em xem ảnh không thể nào nhầm được. Gái có chồng rồi mà suốt ngày ỏng ẻo, ăn mặc thì ngắn ngủn, chả ra làm sao. Nói thì anh cứ bênh chầm chập cơ. Giờ thì sáng mắt ra chưa? Bà Gấm thấy Lâm chỉ đứng im lặng không nói gì thì lại càng gào to hơn. Mày đi lôi nó về đây ngay, để tao cho nó một trận. Tao đã nghi từ lâu rồi, cái loại con gái mà việc nhà không làm, suốt ngày đi đây đi đó, hợp đồng hợp điếc gì, đi với trai thì có. Loại mất dạy, trả về cho mẹ nó dạy lại. Lâm nghe bà Gấm chửi Trang mà cứ như đang nghe bà chửi mình. Người ngoại tình là anh, chứ không phải ai khác. Lâm gắt lên. Chúng con ly hôn rồi, giờ cô ấy đi với ai là quyền của cô ấy. Bà Gấm há hốc miệng ngạc nhiên. Ly hôn? Vâng, là cô ấy đề nghị ly hôn. Sao lại ly hôn? Lâm không đáp, đầu cúi gằm. Bà Gấm và con Hồng nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Cả hai đều đang rất bất ngờ với thông tin vợ chồng Lâm ly dị. Họ không thể ngờ rằng có một ngày Trang lại dám đâm đơn ly dị Lâm. Bà Gấm vội lấp liếm. Thì cũng là loại không ra gì. Ai đời vừa ly hôn chồng đã có người khác. Cái thứ đàn bà lăng loàn, có chồng có con mà còn dám đâm đưa với thằng khác. Thứ chắc nết lẳng lơ. Nếu không có thằng Lâm nhà mình rước đi thì thành bà cô rồi. Cảnh ngữ ấy á, để cho nó đi luôn đi. Lâm cứ đứng chân chân giữa nhà, hai tay buông thõng. Bà Gấm định kéo tay con lại hỏi rõ mọi chuyện giữa hai vợ chồng, nhưng Lâm dường như không có phản ứng gì. Anh cứ như người mất hồn, rứt tay mẹ ra rồi lững thững đi vào phòng mình. Căn phòng của hai vợ chồng Lâm trống trơn. Tất cả đồ đạc của Trang đã được cô dọn về hết. Chẳng còn chút dấu vết nào của Trang trong căn phòng này. Lâm nằm vật xuống giường, nước mắt chảy xuôi xuống thái dương. Lâm úp mặt vào gối khóc giấm dứt. Chẳng hiểu tại sao anh lại khóc, bản thân Lâm cũng không hiểu nổi.
Lâm đã biết trước sẽ có ngày này khi mà anh đặt bút ký tên vào tờ đơn ly hôn do Trang soạn sẵn. Lâm cũng đã có nhân tình, cũng đã có con gái. Thế mà sao lòng anh lại đau đớn thế này? Anh yêu Trang hay chỉ cảm giác không cam lòng khi bị một người vợ mà anh luôn cho là dưới cơ mình bỏ mình đi và nhanh chóng có người khác tuyệt vời hơn? Lâm lững thững đi ra ngoài. Bà Gấm hỏi đi đâu, anh cũng không đáp. Lâm tìm một quán nhậu ngồi xuống một mình. Anh muốn say một bữa quên trời quên đất và quên đi những mệt mỏi gần đây. Mãi đến khi chủ quán đến đuổi khéo thì Lâm mới đứng dậy ra về. Anh đi siêu vẹo đến nổ máy xe rồi vít ga đi. Cơn say khiến đầu óc Lâm choáng choáng. Anh lao xuống ruộng, ngay ở một khúc rẽ. May thay một người đi đường đi qua nhìn thấy, vội gọi cấp cứu. Lâm nhập viện nhưng vẫn trong tình trạng ngất lịm. Anh ta có hơi men trong người, cộng với việc đi nhanh nên bị ngã. May mà không đâm phải ai và được cấp cứu kịp thời. Lâm chỉ bị gãy tay phải bó bột. Bà Gấm lúc đầu nghe xong thì gào lên khóc lăn lóc khắp nhà như có người chết. Sau đó bà cuống cuồng kêu con Hồng chở xe máy lên bệnh viện. Lên đến bệnh viện, nhìn thấy con nằm trên giường, bà Gấm lại lao vào túm lấy con khóc một thôi một hồi nữa. Nhân viên y tế phải ngăn lại, dọa đuổi ra ngoài, bà mới thôi. Lâm bó bột xong ổn định, các vết thương không có gì nghiêm trọng lắm nên được xuất viện về nhà ngay sáng hôm sau. Lâm không nhớ gì về tối hôm qua. Hơi men trong người đã khiến anh quên đi tất cả. Trang nghe tin thì cũng về thăm. Thấy bà Gấm, cô chào bà. Bà ngoa nguýt, không thèm tiếp chuyện Trang. Trang dám cả gan bỏ con trai bà. Trang như một cái gai gớm ghiếc trước mặt bà. Bà chỉ muốn nhổ quách nó đi rồi dẫm nát. Nhưng tiếc là Trang đã không còn là thành viên trong cái gia đình này nữa rồi. Con Hồng theo phe mẹ nên cũng lườm nguýt chị dâu không thèm tiếp. Nó lấy cớ nấu cơm rồi chạy biến đi chợ không về. Trang thấy không ai hoan nghênh mình, cô hỏi thăm Lâm xã giao vài câu. Thấy anh không có việc gì nghiêm trọng thì đứng dậy xin phép về. Lâm cứ nằm trên giường ngẩn ngơ nhìn theo. Người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo đó trước kia đã từng là vợ anh. Vậy mà chỉ vì một chút thú vui ngu ngốc, anh đã đánh mất cô mãi mãi. Trang đi rồi, bà Gấm mới chạy sang phòng Lâm mỉa mai con dâu cũ. Tưởng gì, thứ đàn bà lăng trạ, nay thằng này mai thằng khác, không biết nhục còn vác cái mặt dày mò về đây. Mẹ, mẹ im đi được không? Con đau đầu lắm rồi. Lâm bất ngờ quát lên, làm bà Gấm giật nảy mình. Cái thằng này, mày điên hay sao mà quát mẹ mày hả? Hay là mày tiếc nó à? Mày cứ khỏi bệnh đi, tao đi hỏi cho cái đứa còn đẹp gấp trăm gấp vạn lần nó. Mẹ ra ngoài giùm con đi, con mệt lắm. Con không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa. Lâm ôm đầu la hét, bà Gấm thấy thế cũng sợ sợ, liền lùi ra ngoài mất hút. 3 ngày rồi, Lâm không đến, gọi điện thoại thì toàn số máy không liên lạc được. Tiền tiêu thì đã gần hết. Tuyết sốt ruột không biết Lâm tại sao lại như vậy. Hay là anh ta biết chuyện gì rồi nên anh ta không đến nữa. Đầu Tuyết rối như tơ vò. Còn khóc, cô ta càng điên tiết, lên đẩy con bé sang một bên đứng lên đi tìm mẹ. Bà Đậu đi chợ chưa về, con bé khóc ngằn ngặt đòi bú sữa. Tuyết tức tối đi vào bế con lên nhưng không cho bú. Cô sợ mất dáng ngực nên đã cai sữa con lúc 2 tháng rồi. Con bé toàn bú sữa ngoài mà bà Đậu đi mua sữa đến giờ vẫn chưa thấy về. Con bé đã đói, lại không được mẹ vỗ về thì lại càng gào khóc lớn hơn. Tuyết tức tối vứt nó xuống giường rồi chạy ra ngoài cổng ngó ngó nghiêng nghiêng tìm bóng mẹ. Mãi 20 phút sau thì bà Đậu cũng về, thấy cháu ngoại khóc ngằn ngặt trong phòng, vội chạy vào phòng. Tuyết ngồi thở ơ bên cạnh con gái đang gào khóc. Bà Đậu bế cháu lên mắng con. Chuyện gì vậy? Con bé khóc thế mà mày để nó thế này à? Nó đói chứ làm sao? Mà mẹ đi đâu đến giờ mới về? Thì đi chợ xong còn phải vào siêu thị mua sữa nữa. Có bấy nhiêu thôi mà mẹ đi cả tiếng đồng hồ. Thì mày nghĩ coi, mẹ đi xe đạp vòng xuống chợ, xong lại vòng ngược lên siêu thị mua sữa và mấy thứ mày dặn. Đường xá buổi sáng thì đông, may mà đi xe đạp còn chen qua được mà đi đấy. Bà Đậu giải thích, mặt vẫn còn cáu vì con gái không biết dỗ cháu. Mà tiền chợ tháng này sắp hết rồi, đưa thêm cho mẹ đi. Mới giữa tháng đã hết rồi. Thì toàn mua đồ cho mày với con mày chứ ai. Mẹ có ăn của mày đồng nào đâu mà mày gắt lên thế kia hả? Đã thế, đi mà thuê ô xin ấy. Tao cũng mệt lắm rồi, tao về quê nghỉ cho khỏe.
bà đậu dỗi vì con gái nghi ngờ tiền bạc với mình. Đã vậy, việc nhà còn giao hết cho bà, rồi con cái cũng toàn bà chăm nó. Tuyết chỉ việc ngủ với nó xong rồi lướt điện thoại cả ngày. Chẳng thế này thà về quê bán rau kiếm mấy đồng ra đồng vào còn sướng hơn. Tuyết chẳng thèm để ý đến lời mẹ mình nói. Cô đang tính toán gì trong đầu rồi bất chợt nói với mẹ. Mẹ, mẹ ở nhà trông con bé, con đi có tí việc rồi về. Chưa để mẹ đồng ý hay không thì cô đã lấy áo khoác, đội mũ bảo hiểm, dắt xe máy đi rồi. Tuyết đi xe máy đến cơ quan Lâm hỏi thăm mới biết Lâm không đi làm. Cô ta tức tối gọi lần nữa nhưng vẫn không có tín hiệu. Tuyết vứt điện thoại vào túi chạy thẳng một mạch về nhà Lâm. Tuyết chạy thẳng vào cổng nhà Lâm chẳng hỏi han gì. Thấy Tuyết ở đâu hùng hổ đi vào, bà Gấm có chút ngạc nhiên. Cô đi đâu vậy? Tôi tìm anh Lâm. Nghe Tuyết đến tìm con trai mình, bà Gấm lại càng ngạc nhiên hơn. Xưa nay Tuyết nổi tiếng là lẳng lơ, cặp kè một lúc cả đến mấy thằng, nên bà cũng không ưa gì Tuyết. Bà Gấm sẵn giọng. Cô về đi, thằng Lâm nhà tôi chả liên quan gì đến cô cả. Tuyết cứ lù lù tiến vào nhà thì bà Gấm đứng trước mặt ngăn lại. Tuyết hét lên. Bà tránh ra. Hôm nay tôi mà không gặp được anh ta là có chuyện lớn đấy. Anh Lâm, anh là đồ hèn. Anh dám làm mà không dám chịu. Anh còn trốn tránh tôi là tôi la lên cho cả cái làng này biết bộ mặt thật của anh. Lúc đó đừng có mà trách con này. Lâm đang nằm nghe tiếng cãi vã thì chỉ nghĩ là bà Gấm va chạm với bà nào đó nên không buồn quan tâm. Nhưng bây giờ nghe tiếng Tuyết hét lên từ ngoài vào nhà, anh ta mới giật mình bật dậy chạy ra ngoài. Lâm tái mặt sợ hãi nhìn Tuyết rồi lại nhìn xung quanh như sợ cô ta làm lộ ra điều gì đó. Cô đến đây làm gì? Tuyết nhìn cái tay đang bó bột của Lâm thì mới hiểu ra mọi chuyện. Cô ta hỏi, sao không nghe máy của tôi? Mất điện thoại rồi. Mất điện thoại thì anh cũng phải nhớ số của tôi chứ. Anh làm như vậy là cố tình tránh mặt tôi đúng không? Bà Gấm thấy Tuyết ăn nói to tiếng chửi rủa Lâm liền mắng cô. Cô là cái thá gì mà bắt con tôi gọi cho cô hả? Cô không thấy nó đang bị tai nạn à? Cái thứ con gái con lứa gì đâu mà thấy trai cứ sấn cả vào, rồi không chửa hoang mới lạ. Tuyết đang nói chuyện với Lâm, nghe bà Gấm nói thế thì quay ngoắt lại đối diện bà ta cười nhạt. Phải rồi, con trai bà tốt đẹp quá mà. Tốt quá nên mới bị vợ bỏ đó. Con đĩ, cút ngay khỏi nhà tao. Tôi đếch đi đấy, bà làm gì được tôi? Cái loại nhà bà suốt ngày cứ bênh con chằm chặp, đếch cần biết nó làm cái gì sai hay đúng. Mồm miệng thì cay độc, bà ai cũng chửi. Bà tưởng nhà bà danh giá lắm đấy hả? Lâm hét lên khi nghe Tuyết chửi mẹ mình một cách hỗn hào. Cút, cút ngay khỏi nhà tôi. Tuyết thấy Lâm bất ngờ hét lên đuổi thẳng cổ mình thì trợn mắt nổi điên. Tuyết không giống Trang, càng không phải là con dâu nhà này. Cô ta chả việc gì phải kiêng nể ai cả. Mấy ngày nay, Lâm mất hút không thèm nghe điện thoại, tiền bạc không đưa. Cô ta đã điên lắm rồi. Giờ còn dám quát tháo đuổi cổ cô ta nữa. Đồ khốn, anh còn dám đuổi tôi. Đã vậy, tao đếch thèm bao che cho các người. Tao sẽ cho cả làng này biết thằng con trai quý hóa của nhà các người ăn nằm với con người ta, có con rồi vứt bỏ nó. Cái đồ bất nhân thất đức, rồi nhà mày sẽ chẳng có ai mà thờ phụng nối dõi đâu. Tuyết nhảy đọng lên chửi như tát nước vào mặt hai mẹ con bà Gấm. Bà Gấm chưng hửng khi nghe Tuyết nhắc đến đứa con. Lẽ nào thằng Lâm con trai bà lại chót dại có con với nó? Nếu không, làm sao nó dám đến đây mà làm loạn? Chuyện này mà vỡ lở ra thì bà cũng không biết giấu mặt vào đâu. Tuyết cười khinh bỉ. Thế nào? Tốt đẹp quá chứ gì? Hay là thấy con mình có thêm cháu thì vui quá, nói không nên lời? Hay để tôi thông báo tin vui này đến dân làng luôn thể? Xong rồi mang con bé đến đây để lại lục tổ tông. Bà Gấm vội vàng đứng dậy nói. Không, không được, cô không được nói cho ai biết. Mắc gì tôi không được nói cho ai biết? Con cháu nhà bà mà bà không chịu nhìn nhận à? Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Một mình tôi không thể nuôi nổi con bé. Tôi trả lại cho bố nó. Nếu bố nó cũng không nuôi được thì tùy các người, muốn cho ai thì cho. Cô nói như vậy mà được à? Con cô đẻ ra mà cô vô trách nhiệm như thế hả? Cô muốn gì? Dường như đã đạt được mục đích của mình, Tuyết cười xòa, thay đổi hẳn thái độ. Tôi hết tiền nuôi con rồi, giờ đến xin tiền bố nó đấy. Bà Gấm ngớ người ra. Bà ta nhớ lại dạo gần đây cứ thấy Lâm hay vay tiền mình, hỏi thì anh ta không nói. Lâm hứa sau mỗi lần vay là sẽ trả ngay. Thế mà đã ba bốn bận rồi, vay hết lần này đến lần khác,
nhưng có bao giờ trả được cho mẹ đâu. Hóa ra từ bấy đến giờ mày vay tiền mẹ là để cung phụng cho nó hả con? Trời ơi, sao con ngu vậy con? Ai đời đi vay tiền cho gái? Người ta có câu, lấy tiền cho gái có đòi được đâu. Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn đâm đầu vào mấy cái trò gái gú này? Mày bị gái nó dụ bao nhiêu lần rồi mà vẫn ngu thế hả con? Tuyết nghe bà Gấm chửi con trai mà thực chất là chửi cô thì đúng hơn. Cô ta chống nạnh chửi lại. Thì sao? Mẹ con bà định bỏ của chạy lấy người phải không? Bà chửi tôi là loại gái này gái nọ. Sao không hỏi con trai bà ấy? Nếu nó không ham hố chạy theo tôi thì ai bắt nó được? Đã vậy, con này đếch thèm ba đồng bạc lẻ của mẹ con nhà bà nữa. Để xem bà còn đẹp mặt được đến bao giờ nhé. Tuyết vùng vằng định quay đi thì bà Gấm đã với theo kịp níu tay cô ta lại. Được rồi, cô cần bao nhiêu? Tháng này hết tiền, cộng cả tháng sau nữa là 40 triệu. Mỗi tháng 20 triệu? Có đứa con, làm gì mà tiêu lắm thế? Bà thì biết gì, bây giờ ai nuôi con như mấy bà ngày xưa nữa? Tiền sữa, tiền bỉm, tiền thuê nhà, lại còn tiền tôi không đi làm được nữa. Ai nuôi tôi? Như thế là còn ít đấy. Bà Gấm nghĩ ngợi một lát rồi nói. Thôi được, giờ cô muốn bao nhiêu tiền để rời xa con trai tôi? Tôi sẽ cho cô, miễn là cô mang nó đi khỏi cái làng này. Càng xa càng tốt. Tôi biết cô lấy con bé ra uy hiếp con trai tôi chỉ vì tiền, chứ cô thương yêu gì nó. Tuyết cười mỉa mai. Vậy thì thôi, cũng nói thẳng với bà luôn. Nếu bà muốn tôi rời khỏi cái làng này thì cũng được thôi. Đưa đây 1 tỷ. Lâm há hốc miệng thốt lên. Cô có lấy cả cái mạng của tôi cũng không có cái giá đó. Anh không có, nhưng mẹ anh thì có. Dù sao thì nhà anh cũng chỉ có mỗi anh là độc đinh. Đất đai nhà anh nhiều thế, lẽ nào không mua nổi cái mạng quen này của anh? Mảnh đất này bán đi, khéo được vài tỷ ấy chứ. Tôi đòi thế còn ít chán. Được rồi, tôi đồng ý. Bà Gấm bất ngờ nói một cách dứt khoát, khiến Lâm không khỏi ngạc nhiên. Anh định can ngăn mẹ lại. Dù sao Tuyết chỉ nói vậy thôi, chứ cô ta chắc không dám rêu rao cho cả làng biết đâu. Cô ta mà làm như thế thì mất cả chì lẫn chài. Không ai chu cấp cho nữa, tội gì phải làm vậy. Chỉ cần cho cô ta mỗi tháng một ít tiền rồi từ từ tính sau. Nhưng bà Gấm lại nghĩ khác. Bà ta có những tính toán riêng sâu xa hơn Lâm nghĩ. Bà nhìn Tuyết nói, đợi tôi bán đất xong sẽ đưa đủ cho cô. Giờ cô cầm tạm 30 triệu này rồi về đi. Đợi là đợi đến bao giờ? Ngày mai tôi sẽ gọi người tới. Chắc mấy tháng là có. Được rồi nhé, bà nhớ giữ đúng lời hứa đấy. Tuyết lườm Lâm mỉm cười một cách bí hiểm. Giá mà anh cũng nhanh nhẹn như mẹ anh lúc này, đỡ phải rách việc ra không? Tuyết giật lấy tiền từ tay bà Gấm rồi đi ra xe đi thẳng. Lâm nhìn mẹ sốt sáng hỏi, mẹ, sao mẹ lại dễ dàng thỏa thuận với cô ta như vậy? Cô ta không phải dạng vừa đâu. Bán đất rồi thì mình ở đâu? Bà Gấm vẫn còn hậm hực, phải bấm bụng đưa cho cô ta một số tiền lớn như vậy, bà ta cũng tiếc đứt cả ruột gan lên ấy chứ. Thế mày tưởng tao là dạng vừa à? Cái con này không thể ngày một ngày hai mà đối phó được. Tưởng tiền của bà già này dễ nuốt lắm hả? Cái mặt nó trơ trẽn vậy, việc gì nó cũng dám làm. Cái chính là tao muốn biết sự thật con bé đó có phải là con mày không, hay là lại đổ vỏ cho nó. Mẹ, con bé chắc là con của con đấy mẹ. Làm sao mà mày dám chắc? Nó có cả trăm thằng ấy. Mày tưởng mỗi mày ăn nằm với nó thôi hả? Tao đã nói trước với mày rồi, đừng có mà dây dưa với cái loại con gái như thế. Cứ không nghe, dây vào con nào còn đỡ, lại dây vào cái con Tuyết đĩ ấy. Cả làng đều biết nó như thế nào. Ngu quá con ạ. Lâm quen được mẹ bao bọc, chuyện gì cũng lấp láp cho nên không có khả năng phán đoán lo chuyện. Lần này cũng vậy, đành để mẹ lo liệu. Bà Gấm căng thẳng, tay vẫn còn run lên vì giận. Con Hồng đi học về đến ngõ, thấy Tuyết đi xe máy vụt qua từ cổng nhà mình, liền hỏi, ai như bà Tuyết vậy mẹ? Thì nó đó chứ ai. Hả? Bà đến nhà mình làm gì? Tự dưng mấy tháng nay mất hút, giờ lại quay về nhà mình. Ngày đầu bà mới đẻ hay sao ấy? Bà Đậu cũng theo bà lên thành phố nuôi đẻ. Hình như vớ được thằng cha nào giàu sụ, cung phụng cho sướng lắm. Mẹ cha cái con đĩ, nó vòi tiền của anh mày chứ ai. Con Hồng hét lên, anh cho bà tiền làm gì? Thì chu cấp cho cháu mày. Trời ơi, biết có phải là con anh không? Bà đó mà cặp với nhiều người lắm. Thì đấy, chả ai ngu như anh mày.
Phe này ta phải triệt con này cho bằng được. Không phải vì nó thì gia đình anh mày đâu có tan nát như vậy. Mấy tháng nay ta cũng khốn đốn tiền bạc lắm. Không có con Trang, chẳng đứa nào đưa tiền cho ta tiêu dùng rỉnh. Tuyết lấy được tiền từ tay bà Gấm thì mừng lắm. Cô ta đoán chắc sau khi đưa nốt tiền còn lại thì mẹ con Lâm sẽ không thèm ngó ngàng gì đến cô nữa. Tuyết biết thừa mẹ con họ chỉ vì sợ điều tiếng nên mới vội vàng thỏa thuận với cô một cách nhanh chóng như vậy. Moi được tiền từ Lâm thì dễ rồi, không ngờ moi tiền từ bà Gấm cũng dễ như vậy. Dọa bà ta có mấy câu thôi mà bà ta đã sợ té đái ra quần. Đúng là mẹ con một ruột, hèn mọn và nhát gan như nhau. Tuyết vội chuyển đến nơi khác sống và nhanh chóng cặp kè với một người đàn ông khác. Ngôi nhà Tuyết thuê là một căn hộ nằm giữa trung tâm thành phố, cách xa ngôi nhà của Lâm đã thuê cho cô gần 10 cây số. Tuy không lớn bằng ngôi nhà trước, nhưng tiện nghi thì hơn hẳn, tiền thuê cũng cao hơn, nằm trong trung tâm thành phố nên mua sắm hay đi đâu cũng tiện hơn. Tuyết muốn Lâm không tìm được ra mẹ con cô nên cố tình tìm một nơi xa như vậy. Được ở ngôi nhà tiện nghi hơn, máy lạnh, máy giặt, máy hút bụi đủ cả, bà đậu nhàn hơn hẳn. Thỉnh thoảng bà về nhà quét dọn nhà cửa vườn tược một buổi rồi mới lên với mẹ con Tuyết. Hàng xóm thấy bà cứ đi vài tuần là về một lần, cũng nghe ngóng được tin bà ta đi nuôi con gái đẻ. Lúc đầu họ hỏi bà còn chối đây đẩy, giờ thấy con gái được chu cấp cho ở nhà sang thì bà nói luôn: "Tôi lên chăm con gái đẻ." Mấy người bặt mồm bặt miệng nói: "Con bà chưa có chồng sao đẻ, không sợ người ta cười cho à?" Bà đậu không những chả ngại mà còn nói như khoe rằng: "Con gái thời nay đẻ trước thì làm sao? Còn hơn ối cô, lấy về mấy năm còn tịt ý, miễn lấy được chồng giàu, chồng nó chiều là được." Bà đậu ngay ngang cái mặt ra đường, chả thèm giấu giếm chuyện con cái nữa. Thế là cả làng đồn ầm lên chuyện Tuyết chưa có chồng mà đẻ, lại còn câu được đại gia lắm tiền nhiều của. Bà Gấm đương nhiên cũng nghe được tin này. Chuyện Lâm với Tuyết qua lại có con thì chỉ nhà bà Gấm được biết. Người ngoài họ toàn đồn là đại gia nào đó, chứ không biết Lâm. Lâm nghe chuyện thì cũng điên tiết lắm, nhưng anh vẫn băn khoăn về con bé. Rõ ràng anh thấy nó cũng giống anh mà. Lâm cảm nhận như vậy. Anh với Tuyết cũng ăn nằm với nhau rồi, lẽ nào cô ta lại trơ trẽn đến mức vậy? Hôm nay bà Gấm đi đâu về, bà gọi: "Lâm, mày ra đây." Lâm nghe tiếng mẹ gọi thì vội chạy ra. Bà Gấm đưa cho Lâm một tờ giấy bảo đọc. Lâm sững sờ. Đây là giám định ADN của Lâm và con bé con Tuyết. Cả hai chả có quan hệ gì cả. Lâm lắp bắp: "Thế này là sao ạ? Có đúng là của con bé không?" "Đúng 100%. Tao phải tốn bao nhiêu tiền mới lấy được tóc của nó đấy." Bà Gấm đã thuê người theo dõi bà Đậu đến tận nơi ở của Tuyết. Rồi nhân lúc bà Đậu bế cháu bé đi tiêm phòng thì đến gần giật được mấy sợi tóc của con bé. Vì đông người chen chúc nên bà Đậu chỉ thấy cháu khóc ré lên chứ không biết có chuyện gì. Lâm xem xong thì tức tối đá mạnh vào tường: "Mẹ cha con đĩ, giờ mày sáng mắt rồi chứ gì? Tức giận bây giờ chỉ có thiệt thân thôi, chứ làm được gì? Nó tưởng nó ăn không của ta mấy chục triệu mà dễ à? Ta phải cho nó nếm mùi." Bà Gấm thủng thẳng nói, dường như bà ta đã có cách đối phó với Tuyết rồi thì phải. Lâm không nói gì, anh vừa đau đớn vừa nhục nhã đứng dậy đi về phòng. Người mà bà Gấm thuê không ai khác là thằng Tư Bốn Ngón ở xóm bên. Nó là thằng ai thuê gì làm nấy mà lại rất nhanh nhẹn. Bà Gấm chỉ cần đưa nó vài triệu là nó vào việc ngay. Chỉ có một tuần mà nó đã lấy được tóc của con bé con. Nó cũng tìm hiểu được một số thông tin kha khá về người đàn ông tên Hùng, bồ mới của Tuyết. Thằng Tư Bốn Ngón ghi địa chỉ và số điện thoại của vợ Hùng cho bà Gấm. Công việc diễn ra khá suôn sẻ. Bà Gấm rút thêm một tờ 500.000 nữa thưởng cho nó, coi như là tiền thưởng vì làm việc rất nhanh chóng. Thằng Tư Bốn Ngón vội cầm lấy tờ 500 ngó nghiêng xung quanh rồi nhanh chóng biến mất. Tuyết gọi điện cho bà Gấm, giọng tức tối: "Sao? Mẹ con bà định trốn tránh giật nốt số tiền còn lại của cháu mình hả? Này, tôi cảnh báo cho bà biết nhé. Bà nốt số tiền đó không trôi với tôi đâu. Con này đã nói là làm, đếch biết sợ là gì đâu nhé. Nói thằng con ăn hại của bà, chờ mà xem tôi làm gì đi." Bà Gấm nghe Tuyết hăm dọa như vậy thì tức điên, nhưng bà vẫn cố gắng tỏ ra bình thản nói: "Được rồi, chủ nhật tuần này tôi sẽ gặp cô, địa chỉ tôi sẽ nói sau. Cô sắp xếp đến cho đúng giờ, tôi không có nhiều thời gian chờ cô đâu." "Được,
nói vậy thì có phải nhanh hơn không? Bà Gấm tắt điện thoại, mắt gườm gườm nhìn con trai. Mày có nghe nó nói gì không hả? Nó chửi mày đồ ngu, đồ ăn hại đấy. Sáng mắt ra chưa con? Lâm không nói gì, có vẻ như anh ta đã nhận ra sự ngu dốt của mình rồi. Giờ lại bị cả Tuyết và mẹ mình sỉ vả như vậy, anh ta chỉ muốn chui xuống đất nằm cho yên chuyện. Bà Gấm hẹn Tuyết xuống thị trấn. Tuyết hơi khó chịu vì phải đi xa một chuyến nữa. Nhưng nghĩ đến món tiền hời sắp được nhận, cô ta cũng súng xính váy áo đi xuống chỗ hẹn. Định bụng là sau khi lấy được tiền, sẽ đi mua sắm một chuyến cho thỏa thích. Tuyết đi xuống đến nơi hẹn thì thấy bà Gấm đã ngồi chờ từ lúc nào. Tuyết hơi ngạc nhiên vì thấy vẻ mặt lạnh lùng của bà Gấm, chẳng biểu hiện tí cảm xúc tức giận hay ghét bỏ cô như lúc trước. Với cái tính khí của bà ta mà bị một vố như vậy, không đông đổng lên mới lạ. Tuyết nhìn ngó xung quanh rồi tự mình kéo ghế ngồi vào bàn. Tiền đâu? Cô làm gì mà vội vậy? Cạn tiền rồi phải không? Sao tôi nghe nói gã nhân tình của cô cũng tai to mặt lớn lắm mà. Sao? Anh ta không ngu dốt cung phụng cho cô như thằng con trai tôi à? Tuyết giật thót mình nhưng cố tỏ ra bình ổn, mắt liếc ra chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mặt bà Gấm. Bà nói cái gì? Bà Gấm thủng thẳng nói tiếp. Cô đừng có nghĩ là cô một tay có thể che lấp cả bầu trời. Cô tưởng tôi ngu dại như thằng con trai tôi hả? Tôi hai thứ tóc trên đầu rồi, chưa từng gặp loại đàn bà con gái nào như cô. Dám lấy con gái mình ra làm mồi câu để vòi tiền đàn ông. Thằng con tôi ngu muội nên đã mắc bẫy cô, mất oan số tiền lớn để nuôi con tu hú, đến nỗi tan nát cả gia đình. Giờ nó thân tàn ma dại cũng vì cô. Cô nghĩ cô lừa được bà già này sao? Mặt Tuyết càng ngày càng tái đi, cô ta lắp bắp. Bà đang nói cái quái gì đấy, tôi chẳng hiểu cái gì cả. Đừng có mà lấy cớ mà quỵt số tiền đó. Tới đây đích sợ thằng nào con nào cả. Đến giờ mà cô còn mạnh miệng được hả? Tôi nói cho cô biết nhé, chuyện con của cô không phải là con của con trai tôi, đã được tôi xác nhận rồi. Tôi đến đây để cảnh cáo cô, nếu cô còn dám động đến gia đình tôi thì đừng trách những tấm ảnh thân mật của cô với gã hùng gì đó tại sao lại đến được chỗ vợ của lão. Chắc cô cũng biết vợ lão ta đấy nhỉ. Tôi nghĩ trước khi cặp với nó, cô cũng đã tìm hiểu xem gia thế nó như thế nào rồi. Tôi phục cô thật. Cặp với toàn kẻ có máu mặt, không quyền cao chức trọng thì cũng coi nhà có của ăn của để. Tuyết cứng họng. Quả thật lão Hùng là cái hũ vàng mà Tuyết đang đào. Chỉ mỗi tội vợ của lão có tiếng ghen tuông như hoạn thư. Với lại đứa con đúng là không phải của Lâm. Đúng hơn là cô ta cũng không biết của ai. Biết không thể vòi tiền từ Lâm nữa, Tuyết đứng bật dậy. Được rồi, coi như bà thắng, tôi đi. Nhớ lấy, còn đĩ như cô, đừng hòng đến gần con trai tôi thêm một lần nào nữa. Còn số tiền ngu mà con trai tôi cúng cho cô thì tôi đây cũng xem như của bố thí mà không đòi lại. Bà Gấm nói xong thì thong thả đứng dậy, đi thẳng ra ngoài cổng. Tuyết đứng chưng hửng như trời trồng, hai tay nắm chặt run lên, vừa tức vừa sợ mà không thể làm gì được. Bà Gấm định bụng sẽ cho lão Hùng biết mọi chuyện, cho lão bỏ Tuyết cho cô ta khốn đốn một phen. Nghe đầu Tuyết lừa lão là cô ta là gái còn nguyên, giờ mà biết cô ta đã có con, lại từng cặp với trăm thằng thì lão ấy chả bỏ ngay. Thế nhưng không đợi bà Gấm gửi ảnh thì vợ của lão Hùng cũng đã tra ra được Tuyết. Chẳng là dạo này lão thường xuyên tiêu nhiều tiền vào chuyện gì mà không nói cho vợ biết. Cũng đã mấy lần bổ bịch bị vợ tóm được, nên lần này vợ lão cũng đánh hơi được rất nhanh. Vốn là người có kinh nghiệm bắt ghen và có tiền, nên chỉ chưa đầy một tuần thì việc Tuyết là bồ của lão Hùng và cả việc Tuyết đã có con đều bị vợ lão biết hết. Chiều đó sau khi đi gặp bà Gấm về, Tuyết đang vừa đi vừa chửi rủa thì bị mấy tên côn đồ mặt mũi bặm trợn chặn lại. Tuyết hét lên. Chúng mày bị thần kinh à? Thả tao ra. Bỗng giọng một phụ nữ cất lên. Chà, con đĩ này cũng cứng mồm phết nhỉ. Thế có biết tao là ai không? Tuyết run rẩy khi nhận ra đó là vợ của lão Hùng. Tuyết lắp bắp. Chị ơi, tha cho em chị ơi, em chót dại. Bọn mày đập nó cho tao. Đập cho đến khi nào nó chừa cái thói giật chồng thì thôi. Bà ta vừa dứt lời thì Tuyết đã bị tát, bị đá vào người thủm thụp. Cô ta đau quá, chỉ biết hét lên đau đớn. Đến khi Tuyết nằm bẹp xuống đất, mặt mũi bầm tím thì nhóm người mới dừng lại. Người phụ nữ tiến lại gần Tuyết khiến cô ta run lên bần bật. Người phụ nữ thành thục lấy chiếc kéo ra cắt nham nhở mái tóc dài của Tuyết. Tuyết hét lên. Em xin chị, em chừa rồi chị ơi. Em xin chị mà chị ơi. Tao chỉ cảnh cáo thôi.
lần sau để tao bắt được ý, thì tao xin nhẹ mấy ngón tay, biết chưa? Dạ, em biết rồi, em xin chị. Toán người đi rồi, Tuyết vẫn nằm dưới đất. Nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, người ngợm đau đớn không nhấc lên được. Cô ta nghiến răng. Bà già khốn nạn, bà dám chơi tôi. Được rồi, con này đã thành ra thế này, thì con bà đừng hòng sống yên. Hôm sau, Lâm như thường lệ đến cơ quan làm việc, bỗng bảo vệ chạy lên gọi. Cậu Lâm, có người đang làm loạn phía dưới muốn gặp cậu. Lâm giật mình, chẳng phải là bà gấm nói đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi sao? Nếu không phải là Tuyết thì có ai đến tìm anh giờ này được? Lâm chạy xuống cổng thì đã thấy nhân viên công ty bu đông bu đỏ quanh một người phụ nữ. Giọng gào đó chỉ có thể là Tuyết chứ không ai khác. Thấy Lâm, Tuyết vội lao đến chửi. Á à, giờ anh dám chui xuống đấy à? Đồ hèn! Anh đánh tôi ra nông nỗi này, anh xơi được tôi rồi anh phủi đít đi. Khốn nạn, bị con vợ già bỏ cũng đáng lắm. Mọi người nhìn xem, anh ta đánh tôi thành cái loại gì rồi? Anh ta có vợ rồi, vẫn cặp kè với tôi, nên mới bị vợ bỏ. Lâm tái mặt, Tuyết đầu tóc nham nhở, mặt mày bầm tím, đang chửi mắng anh ta xa xả. Lâm chỉ lắp bắp được mấy câu. Tôi không đánh cô. Mãi một lúc lâu, bảo vệ mới cưỡng chế Tuyết ra khỏi công ty được. Thế nhưng cũng nhờ có chuyện này mà Lâm bị lãnh đạo đuổi ngay lập tức. Chuyện Lâm ngoại tình với Tuyết bị đồn ầm lên, rồi chuyện Lâm bị Tuyết dắt mũi nuôi con tu hú cũng bị cả làng biết. Bà gấm tức đến trợn mắt. Công sức của bà ta thế là đổ sông đổ bể. Con Hồng vùng vằng. Con không đi học nữa đâu. Đứa nào cũng bảo con là em gái của loại lăng nhăng ngu dốt. Mày im đi, để anh mày nghe là chết với tao. Ông ngu thì tự đi mà chịu chứ, mắc gì lây sang con. Bà gấm nhìn vào căn phòng đóng cửa im lìm. Đã mấy ngày rồi từ ngày bị đuổi việc, Lâm chỉ nằm một chỗ, chẳng nói năng gì, cũng chẳng đi đâu. Có lẽ bà lại phải nuôi báo Lâm thêm một thời gian nữa. Rồi còn ai dám lấy con trai bà nữa đây? Chuyện Tuyết chẳng có đại gia nào cưới, mà chỉ chửa hoang rồi lừa Lâm nuôi. Cả làng cũng đã biết. Bà Đậu đành ôm cháu và con gái bỏ đi biệt xứ vì sợ bị bà gấm tìm ra, cũng sợ người ta đàm tiếu. Căn nhà và mảnh đất cũng bị bán tống bán tháo đi. Trang biết chuyện, cũng chỉ thở dài, thầm cảm ơn vì mình đã dứt khỏi cuộc hôn nhân độc hại đó sớm. Giờ cô đang hạnh phúc bên người yêu mới là Thành, một doanh nhân trẻ thành đạt. Nuôi chồng lười nhác. Bầu trời ngày hạ có lúc nắng nóng, nhưng cũng có những lúc êm ả, nhẹ nhàng. Hôm nay là một ngày hạ như thế. Hoàng hôn buông xuống làm cho không khí dễ chịu hơn. Đồng hồ đã điểm 6 giờ. Phương sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc rồi ra về. Về đến nhà, cô thấy ánh điện đã được bật khắp các phòng. Đạt đang ngồi ngay giữa phòng khách và cắm đầu vào mấy trò chơi trên điện thoại. Phương tò mò hỏi. Hôm nay anh tan làm sớm thế? Em tưởng anh sẽ phải chạy đến tối muộn để cho xong việc chứ? Anh xin nghỉ rồi, em yên tâm. Ngày mai anh sẽ đi tìm việc khác ngay. Anh nói thế là sao? Chẳng phải anh đã thích nghi được với công việc rồi à? Em làm văn phòng ngồi điều hòa mát lạnh nên em đâu có biết anh như con chó dại chạy ngoài nắng nóng 40 độ cả ngày trời, vất vả như thế nào. Đã thế, tên quản lý còn hạch sách, bắt bẻ anh đủ điều. Hắn nói anh làm không đủ KPI công ty giao nên tháng này sẽ được ít thưởng hơn người khác nữa. Em thấy thế có tức không cơ chứ? Phương nhẫn nại giải thích. Bây giờ đi làm ở đâu chả thế. Mình không làm đạt yêu cầu của họ, tất nhiên sẽ không thể được nhận thưởng cao rồi. Đáng lẽ ra anh nên tiếp tục cố gắng chứ. Sao lại lấy đó làm lý do để từ bỏ? Em nói thì hay lắm. Em thử đặt mình vào vị trí của anh xem, em có làm được như thế không? Tóm lại là anh đã xin nghỉ xong xuôi rồi. Em đừng có cằn nhằn anh nữa. Phương còn chưa nói chuyện xong với Đạt thì lúc đó có điện thoại của Đạt reo lên. Anh hí hửng bắt máy. Alo, ra quán cũ chứ gì? Đợi tôi đúng 5 phút nữa, tôi đến ngay. Đạt lao như tên bắn ra khỏi nhà. Phương ngồi sụp xuống nền nhà với vẻ mặt thất vọng. Phương cứ tưởng lần này Đạt sẽ cố gắng làm lụng để đỡ đần gánh nặng kinh tế cho cô. Ai dè, anh vẫn chưa thật sự thay đổi. Từ khi cưới nhau đến nay đã hơn 6 năm. Nhưng chưa một lần nào Phương thấy Đạt làm ở đâu được đến 3 tháng. Chứ chưa nói đến một năm. Công việc gần nhất của Đạt là làm nhân viên giao hàng. Công việc này quả thật vất vả,
khi phải lao mình giữa mưa giữa nắng, nhưng bù lại thu nhập khá ổn so với môi trường ở quê. Đạt mới làm được 2 tháng lại bắt đầu kêu khó kêu khổ. Phương thừa biết lý do cãi nhau với quản lý chỉ là một lý do Đạt đưa ra để chống chế. Chủ yếu là anh không muốn chịu khó và ỷ lại mọi việc cho Phương. Phương đi vào phòng của hai đứa con. Phương cứ tưởng chúng đã được Đạt đón về nhà. Nào ngờ khi cô vào phòng thì vẫn chưa thấy con đâu. Phương lại vội vàng đi xe sang nhà mẹ đẻ để đón con về. Sang đến nơi, nhìn thấy sắc mặt Phương ủ rũ, bà Liên gặng hỏi. Ở nhà lại có chuyện gì à? Phương thở dài. Anh Đạt lại nghỉ việc rồi mẹ ạ. Lần này lý do lại là gì thế? Anh ấy bảo bất mãn với quản lý, nhưng con chẳng tin. Công việc nào anh ấy cũng chê này chê nọ. Không biết đến bao giờ anh ấy mới chịu khó làm lụng nữa. Bà Liên chẳng biết nói gì để an ủi cô con gái. Lấy được tấm chồng tốt, có thể làm chỗ dựa cả đời. Tất nhiên, ai cũng mong muốn. Nhưng nếu không may mắn lấy phải anh chồng như Đạt, thì bà cũng không dám khuyên con gái nên ly hôn, để tìm một ngã rẽ mới. Đã từng có lần, bà Liên nói với Phương rằng không nên cố đào bới những khuyết điểm của chồng nữa, mà nên cố tìm kiếm những điểm tốt của chồng. Đạt tuy không làm ra được kinh tế, nhưng ít nhất anh cũng không chơi bời phá phách, đem tiền đi vứt qua cửa sổ. Phương cũng cố muốn nghĩ như vậy, nhưng liệu chỉ cần không phá phách thì Đạt đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha hay chưa? Nhìn vào ánh mắt ngây thơ của hai đứa con, Phương không biết với sự cố gắng của một mình cô có đủ để đem lại tương lai tốt đẹp cho chúng hay không. Đêm hôm ấy, Phương vì quá mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện công việc của Đạt nên đã thức mãi đến khuya. Gần 12 giờ cô mới chợp mắt được và Đạt vẫn chưa về nhà. Sáng hôm sau Phương thức dậy không thấy Đạt nằm bên cạnh mình. Cô nghĩ bụng, hay là anh đã ngủ bên ngoài? Rõ ràng tối qua cô có nghe thấy tiếng mở cửa. Phương lấy điện thoại lên gọi cho Đạt. Tiếng chuông kêu lên ở ngoài phòng khách. Cô đi ra đó và thấy căn phòng khách chẳng khác nào một bãi rác. Đạt đang ngủ say dưới nền nhà, quần áo anh vứt mỗi cái một nơi. Tệ hơn nữa là Đạt đã nôn mửa lung tung khắp nhà, rồi nhặng bu đến nhiều không kể. Mới sáng ra, nhưng Phương đã quá kinh hoàng và phải chạy ngay vào nhà vệ sinh để nôn. Bao nhiêu chuyện đáng để tức giận cộng dồn vào một lúc, Phương đi ra ngoài và gọi lớn. Anh Đạt, anh mau dậy đi. Đạt vẫn nằm lười dưới đất, cô vẫn tiếp tục gọi chồng. Anh mở mắt ra mà xem, anh làm cái trò trống gì đây này. Đạt cuối cùng cũng mở mắt ra. Cứ tưởng anh sẽ biết lỗi và xin lỗi Phương, đằng này anh lại đi thẳng vào phòng ngủ rồi nói ra một câu nhẹ như lông hồng. Em dọn hộ anh một cái, đầu anh vẫn đang choáng váng lắm. Anh làm ra như thế này mà vẫn còn bắt em dọn sao? Nếu em không muốn làm thì thôi. Đạt khóa trái cửa phòng ngủ từ bên trong. Phương có gọi anh bao nhiêu lần, anh cũng chẳng chịu mở cửa. Phương nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn xuống bãi chiến trường do Đạt để lại. Dù cô còn phải vệ sinh cá nhân, chở hai đứa con sang nhà bà ngoại và sửa soạn đi làm, nhưng cô cũng không thể nào để nhà cửa như thế mà đi được. Phương nhắm mắt nhắm mũi và bắt đầu dọn dẹp. Cô phải chạy đi chạy lại vào nhà vệ sinh và nôn mấy lần. Dù đã lau lại nhà sạch sẽ, nhưng Phương vẫn ngửi thấy mùi khó chịu bốc lên trong căn nhà. Cô cũng không biết làm gì hơn nữa, vội vội vàng vàng thay quần áo rồi gọi hai đứa con dậy. Phương gửi được con cho bà ngoại xong, cô đến công ty trễ hơn 30 phút. Vậy là tiền lương ngày hôm nay của cô cũng đã bị trừ mất 50.000 vì tội đi muộn. Phương làm kế toán ở một công ty nội thất. Công việc kế toán nói miệng là làm giờ hành chính, nhưng chả mấy hôm Phương được tan làm đúng giờ. Phương cố gắng nán lại công ty làm cho hết việc để có thể về nhà nghỉ ngơi đúng nghĩa. Và lại, nếu đem việc về nhà làm, cô cũng không thể tập trung nổi vì hai đứa con. Đứa lớn nhà Phương tên Long, thằng bé đã được 5 tuổi, còn đứa nhỏ tên Hương mới được 2 tuổi. Vì sinh con khá dày nên Phương vất vả lo kinh tế nuôi con. May mắn cô có bà ngoại ở gần đỡ đần nên cô tiết kiệm được một khoản tiền thuê người trông giữ hai đứa nhỏ vào dịp nghỉ hè. Có những hôm vì hàng hóa xuất kho nhiều
nên Phương phải làm việc đến tận 9 giờ tối mới xong. Vất vả là thế, nhưng cô đã quen với công việc ở đây và cô cũng được trả lương xứng đáng. Một người luôn cố gắng hết sức vì tương lai của chính mình và vì tương lai của con cái như Phương lại kết hôn với một người không có chí tiến thủ như Đạt mới sinh ra hoàn cảnh éo le như vậy. Thế nhưng nếu đặt trong trường hợp người kết hôn với Đạt không phải là Phương mà là một cô gái khác, chỉ ở nhà làm nội trợ, thì có khi mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi cả hai người đều không kiếm được đủ tiền lo cho con cái. Tình yêu đúng là bệ đỡ để tiến đến hôn nhân. Nhưng tình yêu đó của Đạt dành cho Phương lại không đủ để anh cố gắng hơn mỗi ngày. Anh vẫn mang suy nghĩ vô lo của chàng trai 18 tuổi. Kết thúc ngày dài làm việc mệt mỏi, Phương về nhà và lại thấy Đạt đang nằm dài trên ghế và đắm chìm vào mấy trò chơi vô bổ. Cô nhìn anh với ánh mắt chán nản. Anh nấu cơm chưa đấy? Hôm nay anh không ăn cơm ở nhà đâu. Em chịu khó tự nấu nướng đi nhé. Anh lại đi đâu à? Bạn anh nó rủ ra ngoài quán ở bờ đê làm cốc bia cho mát ấy mà. Trời này uống bia thì chỉ có chuẩn. Anh đi đâu thì đi. Đừng để sáng mai em thức dậy lại thấy cảnh tượng như sáng hôm qua là được. Còn nữa, tiền lương của anh đâu? Anh đưa cho em để em thêm vào tiền sinh hoạt tháng này chứ. Tháng này tiền lương của anh có đáng bao nhiêu đâu. Hôm qua anh mời mấy đứa bạn ăn một bữa, anh còn chút ít. Anh là đàn ông, em cũng phải để cho anh được cầm đồng tiền trong người chứ. Anh đã không làm ra tiền rồi, còn phung phí mời bạn bè ăn nhậu nữa. Anh phải nhìn vào hoàn cảnh của mình mà lựa cơm gắp mắm chứ. Bạn bè anh ai cũng có công việc đầy đủ, vậy mà còn lợi dụng một người thất nghiệp như anh mời ăn uống. Em xin anh đừng sĩ diện hão nữa mà hãy sống tốt với mẹ con em đi. Đạt bắt đầu tức giận. Anh đã làm gì em mà em nói như thế? Không làm ra tiền là tội lớn à? Anh cũng muốn lắm chứ. Tại vì anh xui xẻo, toàn gặp những chỗ chẳng ra gì nên mới thế. Tất cả những chỗ anh đã từng làm qua, không chỉ có một mình anh là nhân viên đâu. Tại sao anh không thử hỏi những người khác vì sao đến giờ họ vẫn làm được? Chỉ có mình anh kêu trời kêu đất và đòi nghỉ. Anh không nói lại được em. Được, cứ cho là em đúng đi. Đạt lại bỏ đi. Đây không phải lần đầu vợ chồng anh cãi nhau vì chuyện này. Anh chưa từng một lần phải bỏ tiền ra lo lắng những khoản sinh hoạt trong nhà, nên anh đâu biết nó tốn đến nhường nào. Chỉ cần một tháng Đạt không làm ra tiền là tháng ấy Phương lại phải thắt lưng buộc bụng và đi vay thêm để đủ tiêu dùng. Đạt cho rằng Phương đang quá đáng với anh, nhưng thực sự anh mới đang sống lỗi với mẹ con Phương. Đạt nghỉ ngang nên tiền lương anh chỉ lấy được một nửa. Nếu anh biết lỗi và đưa số tiền đó cho Phương để cô thêm vào mua sắm trong nhà, thì có lẽ phản ứng của cô đã khác. Đằng này, anh sẵn sàng mời bạn bè một bữa tốn mấy triệu bạc. Phương tức giận cũng là lẽ đương nhiên. Sau khi cãi nhau xong, Đạt vẫn vô tư đi đến buổi hẹn của những người bạn. Đến nơi, anh bày ra vẻ mặt khó chịu. Dũng cười khoái chí. Ông vừa cãi nhau với vợ phải không? Sao ông biết? Đàn ông tụi mình ấy, nếu có cau có thì cũng chỉ vì mấy con đàn bà chứ làm gì có lý do nào khác nữa. Có chuyện gì, ông nói đi, tôi tư vấn kế sách cho. Quay đi quẩn lại cũng chỉ có chuyện tiền nong. Vợ tôi nó khó chịu với tôi vì tôi không làm ra tiền. Mà tôi nói với ông nhé, tiền thì lúc có lúc không cũng là điều bình thường. Thế mà nó cứ nói ra nói vào. Hôm qua tôi mời anh em một bữa có đáng bao nhiêu đâu. Nó lại vặn vẹo tôi vì sao lại tiêu tiền phung phí. Chả biết có mỗi mình tôi như thế này hay con đàn bà nào nó cũng thế nữa. Ông là ông hơi bị hiền đấy. Gặp tôi là nó vỡ mỏ ngay rồi. Ông phải nghĩ như thế này này. Đàn bà dù có kiếm ra tiền hay giỏi giang đến đâu cũng chỉ là bậc dưới trong nhà. Đàn ông mới là chủ gia đình. Ông không muốn nó lên mặt với ông thì ông phải làm cho nó sợ ông. Nhưng tôi phải làm thế nào thì vợ tôi nó mới sợ tôi được? Đòn roi là cái hiệu quả nhất. Cứ bị ăn đòn ý thì sẽ tự khắc ngoan thôi. Nói chuyện với Dũng, Đạt cảm thấy như được khai sáng đầu óc. Đạt không nhìn lại bản thân mình mà cho rằng bấy lâu nay anh đã quá hiền nên Phương mới coi thường anh. Đạt bắt đầu có những hành động tồi tệ hơn với Phương. Hôm nay Đạt về nhà sớm hơn. Anh bước vào phòng ngủ thì thấy Phương đang nằm quay mặt vào trong góc tường.
Chả biết là Phương đã ngủ hay chưa. Đạt bỗng cảm thấy ghét bỏ cái người phụ nữ đang nằm cạnh mình. Anh giở trò trẻ con, kéo hết chăn về phía anh, trong khi trong phòng đang bật điều hòa nhiệt độ khá thấp. Sáng ngày ra, Phương xì sụt mũi vì chịu lạnh cả tối hôm qua. Phương chuẩn bị bữa sáng. Bất ngờ là hôm nay Đạt dậy sớm và ăn sáng cùng cô. Phương tranh thủ phân công công việc. Anh đã tính xin việc ở đâu chưa? Đạt trả lời cụt lủn. Chưa. Nếu thế thì thời gian này anh ở nhà chịu khó làm việc nhà và lo cơm nước. Với mảnh đất trống ở phía trước ấy, anh xem có trồng được loại rau nào không? Nếu trời nắng quá mà không trồng được cây, thì anh chịu khó đi chợ thêm mấy xe đất về đổ vào đó, cho nó cao lên, kẻo đến mùa lũ, nước lại tù đọng. Em đừng ra lệnh cho anh. Chuyện cơm nước vốn là chuyện của đàn bà. Còn phần đất đó trước giờ vẫn để như thế. Em vẽ chuyện ra để hành hạ anh đấy à? Không phải em ra lệnh cho anh, mà trong nhà vợ chồng mình nên giúp đỡ nhau chứ. Hôm nào em đi làm về cũng đã muộn. Nếu xoay sở cả việc nhà lẫn cơm nước thì rất là mệt. Anh giúp em chuyện đó không được à? Còn chuyện mảnh đất trước nhà, anh không đồng ý làm thì thôi vậy. Em mà cảm thấy không lo được chuyện nấu ăn với chuyện nhà cửa thì em làm vợ làm gì? Nhiệm vụ lớn nhất của người đàn bà là như vậy. Em dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa mà không làm được những việc đó thì cũng chẳng phải là người vợ tốt đâu. Phương cảm thấy lý lẽ Đạt đưa ra rất ngớ ngẩn. Cô tỏ ra rất thất vọng. Thế còn anh thì sao? Nếu như anh nói em chỉ kiếm được tiền mà không làm được những việc khác thì không xứng đáng làm vợ anh. Vậy anh đã làm được gì cho cái gia đình này? Tiền anh không làm ra. Làm một tháng thì anh nghỉ chơi tận 3 tháng. Anh nói đi, em nghe xem. Đạt cứng họng khi bị Phương nói thẳng ra sự vô dụng của anh. Đạt chợt nhớ đến lời Dũng. Đạt băn khoăn đưa tay lên. Anh nhìn vào ánh mắt đang tràn đầy phẫn uất của Phương và hơi lưỡng lự. Cuối cùng, Đạt cũng đã vung tay ra tát Phương. Cái tát đầu tiên sau 6 năm chung sống. Phương bàng hoàng và không tin vào sự thật cô bị bạo lực bởi người chồng vô dụng. Nước mắt cô tự nhiên chảy ra. Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút bàng hoàng của Đạt. Anh vừa làm cái gì đấy? Tôi đánh cô đấy. Cô tưởng tôi không dám ra tay với cô à? Tôi nhận ra lâu nay tôi đã quá hiền nên cô mới được đà lấn lướt và không coi tôi ra gì. Hôm nay tôi cho cô ăn một cái tát để cô tỉnh ra và không dám coi thường tôi nữa. Anh nghĩ anh làm như thế là đúng sao? Không đúng cũng chẳng sai. Nếu cô khôn hồn thì đừng bao giờ nhắc đến chuyện tiền nong trước mặt tôi nữa. Hôm nay tôi chỉ mới cảnh cáo cô thôi đấy. Đạt vẫn cúi mặt xuống và ăn bát phở bò ngon lành. Phương vì quá sốc nên chẳng nghĩ ra được từ nào để nói thêm. Trước khi kết hôn, cô đã từng nghĩ rằng tại sao có những người phụ nữ bị chồng bạo hành nhưng vẫn chịu đựng sống cùng kẻ đó và không ly hôn. Nếu là cô thì chỉ cần động tay động chân với cô ngay từ lần đầu tiên thì cô sẽ lập tức viết đơn ly hôn. Bây giờ, chuyện tưởng như chỉ xảy đến với người khác lại xảy đến với Phương. Cô đau vì cái tát đó thì ít, nhưng đau trong lòng vì thất vọng, hụt hẫng và cảm giác bị xúc phạm thì nhiều. Cô bỏ ra khỏi nhà và định đi thẳng đến công ty, nhưng chợt nhớ ra không thể để đồng nghiệp biết cô bị đánh. Phương ghé vào một quán cà phê để mua cà phê mang đi và xin ít viên đá để chườm lạnh, cho phần má không sưng lên. Thật lạ lùng. Bây giờ, Phương cũng như những người phụ nữ đó, cô bị đánh vô cớ nhưng vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng chắc chắn sự thất vọng của cô đối với Đạt đã bị đẩy lên một mức mới. Phương không nói với ai vì những chuyện mình đã phải chịu đựng, ngay cả là với mẹ cô. Có lẽ nếu bà biết Phương bị đánh, bà sẽ xót thương cho cô. Nhưng rồi lại nói, có thể đó chỉ là một lần Đạt không kiềm chế được cơn tức giận mà thôi. Cô là vợ nên hãy thông cảm cho Đạt. Phương đã quá quen với những lời lẽ đó của bà Liên, nhưng không phải vì vậy mà bản thân cô đến bây giờ vẫn lựa chọn ở lại sống với Đạt. Chính bản thân cô cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao. Đúng như lời Đạt nói, anh không hề động tay chân vào việc gì trong nhà mà vẫn cắm mặt chơi mấy trò chơi vô bổ trên điện thoại. Buổi trưa anh ăn tạm gói mì tôm, còn chiều đến anh cứ nằm dài trong phòng và chờ đợi Phương tan làm về nấu cơm cho anh. Phương im lặng, không nói bất cứ một lời gì. Cô loay hoay quét dọn nhà cửa,
tắm rửa rồi nấu vài món ăn đơn giản, cũng đã đến 8 rưỡi tối. Phương không gọi Đạt ra ăn cơm, nhưng anh vẫn tự đánh hơi được mùi thức ăn, nên cứ thế ngang nhiên ngồi vào bàn ăn. Trông vẻ mặt anh chẳng hề có một chút hối lỗi. Cũng kể từ hôm đó, Phương chuyển sang ngủ bên phòng của hai đứa nhỏ. Cô không muốn chạm mặt với Đạt dù chỉ một chút, chứ chưa nói đến việc nói chuyện với anh hay nằm cùng anh trên một chiếc giường. Trái ngược với Phương, Đạt hiểu nhầm cách Phương thể hiện sự bực tức, sự giận dỗi, làm ngơ của cô thành cô đang sợ hãi anh. Anh nghĩ cô vì sợ anh nên mới không dám ho he, vì sợ anh nên mới chuyển sang phòng khác ngủ. Cảm giác có uy quyền ảo trỗi dậy trong lòng Đạt. Anh dương dương tự đắc, ngẩng cao đầu sau khi bạo lực với vợ. Đạt lại ra quán bia quen thuộc nhậu cùng mấy người bạn. Khác với vẻ mặt tức giận trước đó, hôm nay Đạt tươi tỉnh hơn hẳn. Dũng vỗ vai Đạt rồi hỏi nhỏ. Có phải ông dạy vợ ông một trận ra trò rồi phải không? Ông nên đi làm thầy bói chứ đừng đi buôn nữa. Đúng là tôi đã áp dụng cái chiêu bài ông dạy. Mấy hôm nay, vợ tôi nó im thin thít, không dám hé răng cằn nhằn tôi nữa. Bớt được một cái miệng trong nhà, đúng là yên bình hẳn. Ông mạnh tay lắm hay sao mà chỉ sau có một lần mà vợ ông đã sợ như thế rồi? Tôi chỉ mới đánh nó có một cái thôi. Thế à? Vợ ông sợ ông thật chỉ sau một lần bị đánh thôi sao? Tôi nói thật mà. Để trả ơn ông, hôm nay tôi mời ông cứ uống thoải mái đi. Dũng cười khoái chí khi lại được ăn một bữa ngon từ tiền của Đạt. Ánh mắt Dũng hiện rõ sự gian xảo, chỉ có Đạt là không nhìn ra. Ăn uống no nê xong bữa ấy thì Đạt chính thức nhẵn tối. Anh trở về nhà với mùi men rượu nồng nặc. Phương đang ôm cái hương và dỗ cho nó ngủ. Chẳng hiểu sao thời tiết hôm nay thay đổi hay sao mà con bé khó vào giấc ngủ hơn thường ngày. Nó cứ khóc mãi. Đến khi Phương thấy nó đã lim dim ngủ, cô mới đi ra tắm rửa. Phương chán trường khi thấy Đạt đang nôn mửa liên tục trong nhà vệ sinh. Những lần trước khi nghỉ việc, anh cũng không bê tha đến mức này. Thế mà không hiểu tại sao bây giờ anh lại sa sút như thế. Một tuần có 7 ngày thì anh chỉ có mặt trong bữa cơm tối đúng 2 ngày. Còn 5 ngày còn lại, anh tụ tập với anh em bạn bè. Phương đã chẳng còn muốn bỏ mồm vào nói nữa. Cô lặng lặng làm việc của mình. Đạt ngước mặt lên nhìn Phương. Anh lại đe dọa cô. Mấy mẹ con cô làm gì trong phòng mà ồn ào thế? Bây giờ đến giờ tôi đi ngủ rồi đấy. Biết điều mà im lặng, không tôi lại cho ăn no đòn cả ba mẹ con đấy. Phương không thèm trả lời, cũng chẳng thèm ngước nhìn Đạt. Cô quay về phòng và ôm hai đứa con. Ngắm nhìn chúng khiến cô bình yên đến lạ. Cô coi con như cả cuộc sống và chịu đựng những đắng cay tủi hờn bên một người chồng tệ bạc cũng chỉ vì con. Thâm tâm Phương vẫn hy vọng một ngày Đạt sẽ thay đổi. Nhưng nhìn thái độ của anh đến bây giờ, cô không biết liệu hy vọng đó của cô có thể thành hiện thực hay không. Hết tiền, nhưng những cuộc gọi rủ đi nhậu nhẹt của bạn bè vẫn chưa kết thúc. Đạt lại vốn tính hay sĩ diện, nên khi trong ví chẳng có xu dính túi, anh cũng không dám vác mặt đến quán nhậu vì sợ bạn bè khinh thường. Có lẽ chính vì nguyên nhân đó nên mấy hôm nay Phương thấy Đạt thường xuyên ở nhà. Cô còn trộm nghĩ trong bụng, có khi nào anh đã thay đổi hay không? Nhưng cô nào đâu ngờ biết anh làm như vậy vì một nguyên nhân hoàn toàn khác. Ăn nhậu quen miệng nên khi về nhà ăn cơm với vợ con, Đạt thấy mồm mép khô khốc. Từ trước đến nay, anh chưa từng đi vay tiền để lo liệu công việc trong gia đình, nên cũng không biết phải mở miệng ra như thế nào. Nếu vay bạn bè để tiêu pha thì lại sợ lộ cái nghèo đang đeo bám. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Đạt quay về nhà bố anh. Hai nhà sát cạnh nhau nhưng chẳng mấy khi anh đến thăm ông. Ông Thái đang thưởng thức điếu thuốc lào mới mua về. Thấy bước chân Đạt đi vào, ông chép miệng. Cả tháng nay anh đi đâu mà bây giờ mới ló mặt sang đây? Sao không chở cả hai đứa nhỏ sang? Khéo chúng nó quên mặt ông nội mất. Hai đứa nhỏ vợ con nó gửi bên nhà bà ngoại. Chiều con sang đón bọn nó về sớm, rồi đến đây chơi với bố. Thế hôm nay anh sang đây có chuyện gì? Mà bây giờ đáng lẽ anh phải đang đi làm mới đúng chứ? Con nghỉ việc rồi. Tiện thể bố cho con vay vài triệu tiêu tạm được không? Dạo này vợ chồng con túng thiếu quá.
Tôi bây giờ chỉ quanh quẩn ở nhà, lấy đâu ra tiền cho anh vay? Chắc bố phải có tiền tiết kiệm chứ. Tiền tiết kiệm là để dùng khi cần thiết. Anh không đi làm chỉ loay hoay ở nhà thì cần gì phải cầm tiền? Chẳng phải mọi thứ trong nhà có con Phương lo hết rồi sao? Đạt im lặng khi chính bố đẻ anh cũng khinh thường anh. Biết không vay được tiền nên anh lại lủi thủi ra về. Chiều đến anh cũng quên béng đi lời hứa dẫn cháu sang nhà chơi. Nghĩ đi nghĩ lại, Đạt thấy cũng chỉ có Phương là người mà anh dễ lấy được tiền nhất. Tranh thủ lúc Phương chưa đi làm về, anh lục lọi khắp trong mấy tủ đồ xem Phương có giấu ở đó không. Thứ mà Đạt tìm được chỉ là vài ba đồng bạc lẻ. Anh đành đợi đến khi Phương tan làm về nhà và ra oai với cô. Cô còn tiền không? Nếu còn thì đưa cho tôi 2 triệu để tôi đi công việc. Tiếng tivi đang được mở lớn, hai đứa trẻ chơi đùa với nhau và cười khúc khích. Đạt cứ tưởng vì những âm thanh đó mà Phương không nghe thấy lời anh nói. Anh tắt bụp cái tivi. Hai đứa con bắt đầu khóc nheo nhéo. Anh bế chúng nó về phòng rồi lại vòng ra nói chuyện với Phương. Có tiền thì mau đưa tôi 2 triệu, tôi đang cần gấp. Tôi không có. Cô nói thế mà nghe được à? Ngày nào cô cũng đi làm mà lại bảo không có tiền. Phương đưa tay chỉ vào đống bỉm sữa mới mua về lúc nãy. Tiền của tôi nằm ở đó đấy. Anh lấy được thì cứ lấy đi. Đạt đập bàn tức giận. Phương chẳng thèm nói chuyện với anh mà bỏ vào phòng dỗ con. Ở bên ngoài, Đạt đang chửi bới lung tung. Cô mặc kệ và nhất quyết không giao tiền cho người chỉ ngồi ở nhà chơi. Tâm trạng không tốt khiến cho nét mặt của Phương hiện hữu rõ nỗi buồn. Đến công ty, ai cũng hỏi tại sao dạo này trông Phương thiếu sức sống hẳn. Phương chỉ cười trừ cho qua chuyện. Chiều tối hôm ấy, Phương tan làm và mải mê nghĩ đến chuyện gia đình. Chẳng biết thế nào, cô đâm phải thùng rác đặt bên đường và ngã lăn quay xuống đất. Tay chân cô bị chảy xước ra và chảy máu. Cô thấy đau ở nhiều chỗ. Những lúc như thế này, đáng lẽ chồng sẽ là người mà Phương nên liên lạc đầu tiên để đưa cô đi bệnh viện. Nhưng quan hệ giữa cô và anh đang cực kỳ xấu. Cô không muốn phải nhờ vả đến anh và cũng chưa chắc nếu cô gọi anh sẽ đến. Phương nhấc máy lên gọi cho bà Liên, nhưng bà Liên cũng không nghe máy. Có lẽ bà đang cho hai đứa cháu ngoại ăn nên không nghe thấy tiếng điện thoại kêu. Phương nghĩ bụng, không biết nên gọi ai đến giúp mình. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô tiến lại gần và dừng lại ngay bên lề đường. Phương nhìn vào ánh đèn ô tô đang chiếu rọi và không biết ai đang ở trong chiếc xe ấy. Phương thấy hai người đàn ông bước xuống xe. Đó là Toàn, giám đốc công ty và chủ lái xe của anh ấy. Toàn tiến đến và hỏi han Phương. Phương, em bị tai nạn à? Dạ, em chào anh. Để anh đưa em đến bệnh viện. Phương không hề muốn làm phiền đến giám đốc, nhưng trong hoàn cảnh lúc ấy, cô không biết nhờ vả ai khác. Anh lái xe của Toàn đi xe Phương quay trở lại cất trong công ty, còn Toàn thì dìu Phương vào ô tô và đưa cô đến bệnh viện. Phương khéo léo từ chối. Em chỉ bị va chạm nhẹ nên chắc không cần phải đến bệnh viện lớn đâu. Anh chở em đến trạm y tế nào đó gần đây là được rồi ạ. Em không cần phải cảm thấy ngại với anh đâu. Anh cũng tiện đường gần đây mà. Đã bị tai nạn nên kiểm tra chắc chắn chứ không nên coi nhẹ. Có thể bây giờ em không thấy đau đớn mấy, nhưng sáng mai ngủ dậy mới có cảm giác đau cũng nên. Phương thấy lý lẽ của Toàn cũng đúng. Cô đành nghe theo anh và cùng anh lên bệnh viện lớn để kiểm tra. Cứ nghĩ vào buổi tối bệnh viện sẽ bớt đông đúc hơn. Nào ngờ có nhiều vụ tai nạn khủng khiếp hơn xảy ra, nên Phương phải chờ đợi khá lâu trước khi đến lượt cô được kiểm tra. Phương và Toàn ngồi ở hàng ghế chờ, hai tay Toàn nắm chặt lấy nhau. Nhìn anh có vẻ đang băn khoăn không biết nên mở lời thế nào. Sau một lúc im lặng thì Toàn cũng đã mở lời bắt chuyện với Phương. Làm sao mà em lại bị ngã thế? Em đang mải suy nghĩ nên không tập trung lái xe lắm. Lần sau em đi xe thì đừng nghĩ đến chuyện khác. Đoạn đường về nhà em khá tối mà lại vắng người nữa. Nếu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn cũng khó tìm được người giúp đỡ. Dạ, em cảm ơn anh. À mà hai bé nhà em lớn chưa nhỉ? Hai bé có ngoan không em? Bé thứ nhất 5 tuổi, còn bé thứ hai được 2 tuổi rồi anh ạ. Trộm vía hai bé cũng ngoan ngoãn nên em mới tập trung được vào công việc. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Cứ ngỡ mới đây anh và em đang là những cô cậu sinh viên,
mà bây giờ ai nấy đều đã lập gia đình và có con cái. Cuộc sống của em vẫn ổn thỏa chứ? Chồng em có đối xử tốt với em không? Đứng trước câu hỏi của Toàn, Phương không biết nên trả lời thật lòng hay dối lòng. Cô quay sang thấy ánh mắt Toàn đang dõi theo chờ đợi câu trả lời của cô. Phương gượng cười đáp lại. Anh ấy đối tốt với em lắm, bọn em sống rất hạnh phúc. Toàn thở phào nhẹ nhõm. Nếu vậy là tốt rồi, anh thật lòng mong em có cuộc sống hạnh phúc. Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc cũng là khi Phương được vào khám. May mắn, những vết thương trên cơ thể cô chỉ là những vết thương nhỏ. Xương khớp của cô không ảnh hưởng gì. Phương biết ơn Toàn không chỉ vì những gì anh đã làm cho cô ngày hôm nay, mà cả trong quá khứ. Toàn và Phương học chung trường đại học với nhau, hai người lại cùng quê nên nhanh chóng trở nên thân thiết. Thời điểm ấy, Phương và Đạt vẫn đang hẹn hò với nhau. Toàn biết điều đó nhưng vẫn cố theo đuổi Phương. Tuy vậy, chưa bao giờ anh đi quá giới hạn hay làm gì ảnh hưởng đến mối quan hệ của Phương và Đạt. Phương vẫn chung thủy với mối tình đầu từ hồi cấp 3 và từ chối tình cảm của Toàn dù biết anh là người tốt. Thời gian đã chứng minh suy nghĩ của Phương là đúng. Toàn đã dám nghĩ lớn, làm lớn. Bây giờ anh đã là giám đốc của một doanh nghiệp vững mạnh trong vùng, là sếp của hơn mấy trăm nhân viên. Anh cũng có một gia đình viên mãn. Sau khi từ chối Toàn, Phương nhận lại được gì? Cô lấy phải một người chồng đầy khuyết điểm và làm khổ tâm trí cô từng ngày. Sự thật đó khiến Phương không ngừng so sánh. Nhưng nếu hỏi Phương có hối hận vì quyết định ngày đó không, thì chắc chắn cô sẽ trả lời là không. Bởi Đạt của mấy năm về trước là người thật sự yêu cô và khiến cô an tâm. Thời gian đã làm anh thay đổi và khiến anh trở thành người mà cô căm ghét. Trên chuyến xe về nhà, hai người cũng chỉ nói với nhau những câu chuyện bình thường như hai người bạn cũ, không hơn không kém. Chiếc xe ô tô dừng ở trước cổng nhà Phương. Phương bất ngờ khi thấy Đạt đang ôm cái Hương đứng ở ngoài cổng. Con bé khóc đến mức mặt mày đỏ tía tai. Bình thường Phương tan làm và lo toan xong công việc ở nhà sẽ sang bà ngoại đón hai đứa con về. Nhưng hôm nay cô bị tai nạn nên không về đúng giờ. Bà Liên chỉ nghĩ đơn giản vì công ty cô nhiều việc nên cô vẫn đang làm ở công ty. Bà Liên chở hai đứa về và giao lại cho Đạt. Từ trước đến nay, Đạt chưa bao giờ tự mình trông giữ con nên nào đâu có kinh nghiệm. Thấy con khóc, anh chẳng biết làm thế nào để dỗ dành. Miệng Đạt vừa lẩm bẩm trách Phương vì đi làm mãi chưa về. Thì ngay khoảng khắc ấy, anh thấy Phương bước xuống từ một chiếc xe sang trọng cùng với một người đàn ông. Đạt cũng nhanh chóng nhận ra đó là Toàn. Phương nhanh chóng chào hỏi Toàn rồi tiến lại gần cái Hương. Cô bế cái Hương từ tay Đạt, còn Đạt vẫn đứng mãi ở ngoài nhìn theo chiếc xe ô tô ấy. Đạt đem theo nét mặt giận dữ quay vào nhà. Anh nhìn Phương rồi lạnh lùng hỏi. Thì ra, bấy lâu nay, ngày nào cô cũng tan làm về muộn là do bận hú hí với thằng đàn ông khác. Hôm nay, cô còn lộ liễu ngồi xe hắn ta về tận đây. Cô đã không còn coi tôi ra gì nữa rồi phải không? Anh đang viết kịch bản phim truyền hình đấy à? Anh thôi ngay cái kiểu ngậm máu phun người ấy đi. Thế cô giải thích, vì sao cô lại ngồi xe hắn ta về tận đây? Xe máy của cô đâu? Sao cô không đi? Xe của tôi bị hư, nên tôi phải gửi lại ở công ty. Tôi tình cờ gặp anh Toàn, nên anh ấy chở tôi về cùng. Thế cô giải thích vì sao mãi giờ này cô mới về nhà? Cô đừng lấy cái lý do tăng ca để nói với tôi nhé. Cô với nó vào khách sạn hay nhà nghỉ nào với nhau để ôn lại kỷ niệm cũ có đúng không? Đầu óc anh chỉ nghĩ được đến đó thôi sao? Anh có biết tôi vừa bị tai nạn không? Anh Toàn đã nhiệt tình giúp đỡ tôi. Anh ấy và tôi hoàn toàn trong sạch. Còn tin hay không thì tùy anh. Phương định ôm con đi vào phòng thì Đạt kéo mạnh tay khiến Phương trao đảo. Phương giận dữ. Anh làm cái gì đấy? Tôi còn chưa nói xong mà cô định bỏ đi đâu? Nếu anh vẫn tiếp tục vẽ ra những câu chuyện hồ đồ như thế thì tôi chẳng còn gì để nói với anh nữa. Đạt giằng co không cho Phương trở về phòng. Sức lực yếu ớt của cô đâu thể nào so được với anh ta. Đạt đẩy ngã Phương xuống đất với vẻ mặt hả hê. Anh ta đá hai cái liên tục vào người Phương. Những vết thương còn chưa kịp lành của Phương do bị tai nạn một lần nữa lại dị máu. Cô khóc vì đau đớn. Đạt cười nhạt. Cô đừng có giở trò ăn vạ ở đây. Tôi còn chưa dùng hết sức đâu đấy. Phương vừa nói vừa khóc.
Anh có còn là con người nữa không? Anh làm như thế này với tôi mà được à? Nếu cô còn hỗn hào với tôi thì tôi còn làm hơn thế này nữa. Cô đừng khiến tôi phải cáu. Cái Hương lại càng khóc lớn hơn sau cú ngã ấy của hai mẹ con. Cô liên tục kiểm tra xem con gái có bị thương ở đâu không. May mắn khi cô bế con và ngã xuống nền nhà thì con bé vẫn đang nằm gọn trong lồng ngực cô. Phương lết tấm thân đầy vết thương vào phòng. Long vẫn đang ngủ say. Cô cố gắng ru ngủ cho Hương trước khi lo lắng cho bản thân mình. Đến khi cả hai đứa trẻ đã ngủ say giấc, Phương cởi hết quần áo ra và xem lại những vết thương trên cơ thể cô. Sau cú đẩy ngã của Đạt, hầu hết chúng đều tiếp tục chảy máu. Phương một mình lọ mọ giữa đêm khuya để băng bó lại vết thương. Bên ngoài phòng khách, Đạt đang nằm vui vẻ xem đá bóng. Dường như anh chẳng có chút cảm giác hối hận gì với Phương và hai đứa con nhỏ vô tội. Phương cảm thấy sự thất vọng của cô với Đạt đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Cô khó lòng có thể cùng Đạt chung sống dưới một mái nhà được nữa. Ngày hôm sau đi làm, Phương cẩn thận mặc một bộ quần áo kín đáo để che đi những vết thương. Đến nơi, cô thấy mọi người trong phòng kế toán đang túm năm tụm ba lại với nhau. Phương cũng ghé sát lại xem mọi người đang nói chuyện gì. Chị Đào nói với âm lượng chỉ vừa đủ cho những người ở gần đó nghe thấy. Cái Ngọc ở phòng nhân sự mới hoàn thành thủ tục ly hôn với chồng hôm qua đấy. Đúng là hồng nhan bạc phận. Nó xinh đẹp giỏi giang, lại vớ phải cái thằng chẳng ra gì. Ly hôn cũng là lẽ đương nhiên thôi. Thời nay ly hôn cũng chỉ là chuyện bình thường. Mong là nó sớm tìm được tấm chồng khác tốt hơn. Phương thầm nghĩ, nếu như bây giờ cô quyết định ly hôn thì cô cũng sẽ trở thành nhân vật chính của các câu chuyện bàn tán bên lề của các phòng ban. Thế nhưng nhìn thấy mọi người có cái nhìn cởi mở hơn về chuyện ly hôn khiến Phương cảm thấy đỡ lo lắng hơn. Hoàn cảnh của Phương có chút khác với chị Đào. Chị ấy và chồng cũ chưa có con chung, còn Phương và Đạt đã có với nhau hai mặt con. Phương không thể ích kỷ suy nghĩ cho mỗi bản thân mình mà còn phải suy nghĩ cho hai đứa trẻ tội nghiệp ấy. Phương lên mạng tìm kiếm mẫu đơn ly hôn và băn khoăn về việc đặt bút viết. Đạt dường như ngày càng u mê và tin vào những lời nói của bạn bè anh. Anh hỏi Dũng về việc vợ về nhà vào lúc trời đã tối với một người đàn ông khác. Dũng khẳng định chắc nịch Phương đang ngoại tình. Đạt cảm thấy tổn thương lòng tự trọng và đặc biệt người anh nghi ngờ đang cặp kè với Phương lại là đối thủ một thời của anh. Bây giờ Toàn dường như đang có trong tay tất cả, còn Đạt lại chẳng có gì. Dù Đạt không muốn công nhận, nhưng anh cũng chẳng tìm được lý do nào để phản bác sự thật đó. Dũng còn chốt một câu, khiến Đạt sôi máu. Loại đàn bà vốn dĩ đã ham của cải vật chất, nay lại có cơ hội vớ được anh giám đốc, thì chẳng cần ra đòn nhiều, cô ta cũng sẽ tự ngã vào thôi. Tôi thấy tội nghiệp cho ông quá. Đạt tức đến đỏ mặt. Dũng đã đụng đến sự tự ti trong lòng anh. Từ hôm đó, Đạt bắt đầu theo dõi sát sao giờ tan làm của Phương. Hôm nào cô về đúng giờ thì anh không nói gì. Nhưng hôm nào cô về trễ, anh lại bắt đầu nói những lời khó nghe. Những lúc như thế, Phương chẳng thèm giải thích vì cô biết Đạt đã mặc định cô là người đàn bà lăng loàn. Cô có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể làm mất cái suy nghĩ đó của anh. Phương ấm ức khi sự cố gắng của cô lại bị chính người thân cận nhất trong gia đình hiểu nhầm và thậm chí là dè bỉu. Phương tự nhủ với lòng chỉ cần cô không làm điều gì sai trái thì không việc gì phải cảm thấy xấu hổ. Con của cô vẫn cần phải ăn. Cô không thể vì vài ba lời nói ấy mà bỏ việc được. Đạt nghĩ chỉ cần anh nói như thế thì Phương sẽ cảm thấy sợ hãi anh và nghỉ việc ở công ty, hoặc ít nhất là cô sẽ không dám về nhà muộn nữa. Nhưng Phương vẫn làm ngơ những lời anh nói. Đạt bắt đầu tính chuyện, anh cần phải làm căng hơn để Phương hành động theo đúng ý anh. Hôm ấy, trời mưa rất lớn. Cơn mưa đã được dự báo từ trước, nhưng Phương vẫn đến công ty làm việc. May mắn cô và mọi người đều hoàn thành công việc từ khá sớm. Chỉ có điều, cơn mưa vẫn chưa ngớt, nên ai nấy đều phải ở lại văn phòng và chờ đợi. Phương ngắm nhìn những hạt mưa rơi xối xả. Cô nhớ về cái thời còn đi học. Lúc đó thật sự là quãng thời gian tuyệt vời nhất. Cô không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Mọi chuyện đều đã có bố mẹ gánh vác. Có con, Phương mới hiểu được lòng của những người làm cha làm mẹ. Giờ đây trên vai cô,
bao nhiêu áp lực đổ dồn. Tiếng mưa rơi ngày một nhỏ lại, còn Phương vẫn đang chìm đắm vào khoảng không với những suy nghĩ mông lung. Tiếng chị Đào gọi lớn làm Phương có chút giật mình. Em không định về à Phương? Trời tạnh mưa rồi đấy. Dạ, về chứ ạ. Phương chạy đến khoác tay chị Đào và ra về. May mắn cho Phương khi cô vừa vào đến nhà thì cơn mưa lại trút ảo xuống. Phương cẩn thận gấp chiếc áo mưa lại. Cô quay người thì thấy Đạt đang đứng ngay sau lưng cô. Anh ta đá đều. Trời mưa như thế này mà cũng đi làm chăm chỉ cơ đấy. Hôm nay lão giám đốc đó không chở cô về nhà nữa à? Anh vẫn chưa thôi nói mấy lời vô nghĩa đó sao? Cô có tật giật mình hay sao mà lại sợ sệt thế? Tôi nói cho cô biết nhé. Suy đi nghĩ lại thì thời gian qua tôi đã quá dễ dãi với cô nên cô mới hống hách như vậy. Tôi sẽ đặt ra một quy tắc trong cái nhà này. Từ nay, bất kể cô đi chơi hay là đi làm, cô bắt buộc phải về nhà trước 7 giờ tối. Nếu cô về nhà sau 7 giờ tối thì tôi sẽ khóa cổng. Đến lúc đó, dù cô có van xin tôi thì tôi cũng không nhân nhượng cho cô vào nhà đâu. Anh ở nhà cả ngày không nghĩ ra được cái gì hay ho để làm ăn mà chỉ nghĩ được những điều như thế thôi à? Anh đã không giúp đỡ được tôi bất cứ chuyện gì thì thôi đi. Bây giờ anh còn tìm cách gây khó dễ cho tôi nữa. Rốt cuộc bao giờ anh mới tỉnh ngộ lại đây? Nhà này là nhà của bố mẹ tôi cho tôi. Nói thẳng, cô chỉ đang ở nhờ thôi. Nếu cô vẫn còn muốn ở lại đây ý, thì phải nghe lời tôi. Vậy nếu tôi nói tôi không thể làm được như anh mong muốn thì sao? Vậy thì cô hãy cút xéo khỏi đây. Tôi không giữ những kẻ hay lên mặt chỉ vì kiếm được vài đồng tiền vặt vãnh, lăng loàn mà còn không nghe lời chồng nữa. Phương cảm thấy nực cười. Không ngờ qua cái miệng của anh, tội danh mà tôi phạm phải lại nhiều như thế đấy. Được thôi, tôi sẽ đi khỏi đây. Đạt cứ ngỡ đã dọa cho Phương phải khiếp sợ. Anh không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý đi ra khỏi nhà như thế. Phương vào phòng gói ghém đồ đạc của cô và của cả hai đứa con. Cô lấy một tờ giấy trắng và viết vào đó những dòng chữ dứt khoát. Cô cứ viết liên tục, đến nỗi như thể đã có sự chuẩn bị từ trước. Nhưng thực ra đó chỉ là những lời đã luôn thường trực trong suy nghĩ của cô mà thôi. Yêu cầu quá quắt của Đạt hôm nay như một giọt nước tràn ly. Phương đã không còn gì phải băn khoăn thêm nữa. Một tay Phương bế cái hương, một tay cô nắm lấy tay của Long. Cô đặt tờ đơn ly hôn lên trên bàn. Đạt thắc mắc. Cái gì đây? Đơn ly hôn của tôi viết ra. Anh đã muốn đuổi tôi đi khỏi đây, tôi chấp nhận. Nhưng một khi tôi đã không còn ở trong cái nhà này nữa, thì tôi và anh cũng không còn là vợ chồng. Mọi thứ đã đi quá giới hạn để có thể cứu vãn rồi. Anh hãy ký đi, rồi giải thoát cho nhau. Cô thật lòng muốn ly hôn, hay cô đang hù dọa tôi đấy? Tôi chả việc gì phải hù dọa anh cả. Lúc nãy anh mạnh miệng như vậy, nhưng bây giờ anh không dám ký sao? Ký thì ký. Không có cô, cuộc sống của tôi sẽ còn tốt hơn. Đạt tức giận ký vào đơn ly hôn. Phương nhanh chóng giật lấy tờ đơn từ phía anh vì sợ anh sẽ đổi ý. Phương dẫn theo hai đứa con đi ra ngoài. Trời đang mưa tầm tã. Một mình cô không thể nào tự mình chở hai đứa con cùng với số hành lý về nhà ngoại. Phương không còn cách nào khác ngoài gọi điện cho bà Liên. Nghe thấy giọng nói yếu ớt của con gái qua điện thoại, bà Liên lặn lội cả mưa đến đón. Bà không biết có chuyện gì đang xảy ra. Phương cũng chưa kể rõ mà vội giục giã bà giúp cô chở đống hành lý về bên nhà. Bà Liên nhìn vào bên trong, bà thấy Đạt vừa đóng sầm cánh cửa và quay ngoắt vào nhà. Bốn người lội mưa về nhà. Đến lúc này bà Liên mới hỏi Phương. Rốt cuộc là con và Đạt có chuyện gì? Sao con lại bỏ về giữa đêm hôm thế này? Mình là vợ, dù chồng nó có nói gì quá đáng, con cũng nên nhẫn nhịn. Con cũng đã nhẫn nhịn rồi mẹ ạ, nhưng bây giờ con không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Phương đưa tờ đơn ly hôn cho bà Liên xem. Trong đó cô ghi rõ lý do vì sao cô quyết định ly hôn. Phương biết căn nhà mà hai vợ chồng cô từng sống với nhau là do bố của Đạt cho. Chính vì vậy nên cô không đòi hỏi được chia chác. Bù lại, Phương đã đòi quyền nuôi hai đứa con. Vì đơn giản cô làm ra đủ tiền để nuôi nấng hai đứa nhỏ. Và cô cũng có sự quan tâm dành cho nó. Phương không biết Đạt đã đọc kỹ đơn ly hôn rồi mới ký hay chưa. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Phương quyết định sẽ nộp đơn đó lên tòa để yêu cầu ly hôn trong hòa bình. Cô khao khát được nhanh chóng kết thúc mối ác duyên với Đạt, càng sớm càng tốt. Bà Liên khóc lóc hỏi Phương. Con thật sự không thể suy nghĩ lại sao?
Con chẳng nhìn ra được tương lai nào cho con và anh ta nữa mẹ ạ. Có lẽ kết thúc mới là đáp án đúng nhất mà con cần làm lúc này. Bà Liên có cố gắng khuyên nhủ Phương thêm một vài lần, nhưng cô vẫn nhất quyết phải ly hôn với Đạt. Sau khi chuyện đó xảy ra được một tuần, thì ông Thái mới biết. Ông thừa hiểu rõ tính cách con trai ông thế nào, nên ông biết Phương quyết định như vậy cũng là do đã vào bước đường cùng. Ông đến nhà bà Liên để nói chuyện với Phương. Là người bố đã gần 70 tuổi, nhưng ông lại phải thay mặt cậu con trai trời đánh để đi xin lỗi con dâu. Con có thể nể mặt ông già này mà bỏ qua cho thằng Đạt thêm một lần nữa được không? Nếu con muốn nhận lời xin lỗi trực tiếp từ nó, thì bố sẽ gọi nó đến đây. Dạ, không cần đâu bố ạ. Chuyện này không phải vì con nhất thời nóng giận mà đi đến quyết định như vậy. Con đã suy nghĩ lâu rồi. Con xin lỗi bố. Thế còn hai đứa nhỏ thì sao? Bây giờ anh Đạt chỉ suốt ngày lêu lổng ở nhà, còn bố cũng chẳng thể đi làm mà gồng gánh cho anh ấy được. Con nghĩ dù gì để con nuôi hai đứa vẫn hơn. Có mẹ con ở đây nên con cũng có thể đi làm, tối về chăm sóc anh em chúng nó. Con sẽ sắp xếp thời gian để thường xuyên cho bọn nó qua đây chơi với bố ạ. Ông Thái thở dài rồi nhìn vào khoảng không gian vô định. Ông đã từng rất mừng rỡ khi hai vợ chồng Đạt và Thương sinh được đủ nếp đủ tẻ. Chỉ cần cả hai đồng lòng cùng nhau cố gắng làm ăn thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhưng con trai ông không chỉ khiến cho ông mà khiến cho cả vợ phải thất vọng. Ông Thái buồn bã ra về với biết bao suy nghĩ ngổn ngang. Từ ngày Phương chuyển về nhà, cuộc sống của cô hầu như chẳng có gì thay đổi. Bởi từ trước đến nay, Đạt vốn chẳng giúp ích được gì cho cô. Cô thậm chí còn cảm thấy dễ thở hơn. Ban ngày Phương đi làm, tối về đoàn tụ cùng hai đứa trẻ dễ thương và người mẹ tần tảo. Bà Liên cũng dần chấp nhận việc con gái ly hôn. Nét mặt Phương tươi tắn hơn khiến bà cảm thấy an lòng. Trái ngược với cuộc sống của Phương, Đạt đã nghĩ rằng dù không có cô thì anh vẫn có thể sống tốt. Nhưng anh đã lầm. Ngay từ ngày đầu tiên Phương rời đi, Đạt đã phải chịu cảnh ăn qua bữa bằng mấy gói mì tôm. Không phải ở đây gần tiệm tạp hóa hay thiếu những cửa hàng bán cơm mà Đạt phải chịu khổ sở như vậy. Đơn giản vì anh không còn tiền trong người nữa mà thôi. Đạt nhìn đi nhìn lại trong nhà xem có món đồ gì đáng giá hay không. Cuối cùng, anh đã quyết định đưa chiếc xe máy đến tiệm cầm đồ và đổi về 7 triệu để ăn uống qua ngày. Đạt tặc lưỡi. Dù sao bây giờ anh cũng không đi làm mà chỉ loay hoay ở nhà. Chiếc xe cũng không cần thiết lắm. Sau khi có tiền, Đạt lại bắt đầu quay lại với những buổi nhậu quen thuộc. Nhưng lần này anh có khôn khéo hơn một chút. Dũng biết tính Đạt hay sĩ diện nên đã đề nghị. Lâu ngày ông mới trở lại bàn nhậu. Lần này ông mời bọn tôi một bữa được chứ? Xin lỗi mấy ông, nhưng hôm nay bọn mình chia tiền ra được không? Sao hôm nay ông lại khó khăn với bạn bè thế? Vợ ông đi rồi, còn điều gì làm khó ông nữa đâu? Thú thật với mấy ông, dạo này tôi hơi kẹt tiền một chút. Hôm sau tôi nhất định sẽ mời lại. Tha cho tôi hôm nay nhé. Ai nấy đều bĩu môi khi thấy Đạt từ chối mời họ. Đạt cũng rất xấu hổ. Anh muốn lấy lại uy phong của mình nên đã dò hỏi mấy người hàng xóm xem có công việc gì cho anh làm được không. Việc thì lúc nào cũng sẵn, nhưng cái làng này người ta đã quá quen với cái tiếng xấu chỉ làm mỗi nơi được vài ngày rồi nghỉ của Đạt, nên họ cũng khá ái ngại khi giới thiệu công việc cho anh. Và lại bây giờ Đạt cũng chẳng còn xe máy để đi lại xa xôi, nên anh chỉ có thể tìm kiếm công việc ở gần nhà. Đạt tiếp tục kén chọn mãi, cho đến khi anh tiêu hết số tiền 7 triệu đó, anh mới chấp nhận làm thợ hồ cho một nhà gần đó. Đạt sợ bạn bè sẽ nhận ra anh khi anh làm việc ở đó, nên lúc nào anh cũng bịt kín mặt mũi. Thấy bóng dáng ai quen thuộc đi qua là anh lại chạy vào bên trong để trốn. So với công việc shipper trước đó thì công việc của một thợ hồ vất vả hơn nhiều. Đạt phải liên tục bê vác vật nặng giữa thời tiết nắng nóng, nhưng đồng lương kiếm được cũng không quá cao. Chịu khó được 10 ngày, Đạt lại tiếp tục xin nghỉ việc và dùng số tiền làm được trong 10 ngày đó một cách tiết kiệm nhất. Từ trước đến giờ, anh chưa từng làm công việc bếp núc nên cũng chẳng biết giá của thực phẩm cao thấp như thế nào. Vì mang cái tiếng đàn ông đã ly hôn nên khi ra chợ, anh khá rụt rè. Anh mua mọi thứ nhanh chóng nhất có thể. Đúng lúc đó, anh thấy Phương chở theo hai đứa con ra chợ. Hôm nay là chủ nhật nên cô có thời gian rảnh rỗi hơn.
Đạt khẽ liếc trộm vào hàng thịt mà Phương đang đứng mua, nhìn cô chẳng hề có vẻ gì e ngại. Sau khi Phương mua xong, Đạt cố tình đi lại về phía mẹ con Phương xem phản ứng của cô như thế nào. Bất ngờ là Phương lướt qua Đạt mà chẳng hề đưa mắt nhìn. Hai đứa con cũng chẳng thiết tha gọi bố. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi bấy lâu nay anh chưa đủ quan tâm đến chúng, thì bây giờ khi không sống chung với nhau, sao chúng có thể mừng rỡ khi thấy anh được? Đạt đi đến hàng thịt thì cô Lan bán thịt mới đánh mạnh vào vai anh. Vẻ mặt Đạt cau có. Sao cô lại đánh cháu thế? Mày ly hôn xong có thấy sướng không, hả cái thằng kia? Cháu thấy bình thường, vợ thì cũng chỉ là người dưng thôi, không lấy đứa này thì lấy đứa khác, có gì đâu mà phải xoắn. Mày nói thì hay lắm, mày nhìn lại cái bộ dạng mày bây giờ đi. Bộ dạng cháu bây giờ thì có làm sao? Mày không soi gương à? Nếu không soi gương thì cũng phải tự ngửi mùi trên người mình đi chứ. Đạt chẳng hiểu cô Lan đang chê trách anh cái gì. Đúng là đã lâu lắm rồi anh chưa nhìn ngắm bản thân mình ở trong gương. Đạt chạy vội vào phòng ngủ và nhìn lại từ đầu đến chân. Anh cũng đã có chút sốc khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương. Làn da đen như than, cơ thể gầy gò thiếu sức sống và râu ria mọc dày khắp khuôn miệng. Đạt lại đưa chiếc áo lên đặt ở đầu mũi và ngửi mùi. Anh thấy bốc lên một mùi hôi khó chịu, xen lẫn cả mùi quần áo không được phơi khô. Trước đây khi có Phương, cơm nước anh được Phương lo chu toàn. Không có chuyện anh phải ăn uống đạm bạc qua loa hay thiếu chất. Còn bây giờ, anh toàn ăn những đồ ăn sẵn không đảm bảo chất lượng. Trước đây, quần áo của anh lúc nào cũng được Phương giặt sạch sẽ thơm tho, rồi mới đem vào cất tủ. Còn bây giờ, anh cứ ra ngoài móc phơi quần áo, cái nào đập vào mắt anh đầu tiên thì anh sẽ lấy cái đó để mặc. Đạt thấy Phương có vẻ trắng trẻo hơn, tăng cân hơn sau khi ly hôn. Nhìn cô khác xa so với anh, Đạt cũng đã dần nhận ra không có Phương, cuộc đời anh đã có những bước thụt lùi như thế nào. Anh không thể mạnh miệng khẳng định anh vẫn ổn nữa. Mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó. Với 3 triệu ít ỏi mà Đạt còn trong tay, anh cứ nghĩ nếu anh tiêu pha tiết kiệm thì nó có thể duy trì được 1 tháng. Thế nhưng khổ nỗi, cuộc sống độc thân đâu chỉ phải bỏ tiền ra ăn uống mà còn ti tỉ thứ tiền khác. Có mỗi mình Đạt ở nhà, nhưng điều hòa hầu như anh bật 24/24. Một mình anh tiêu thụ hết hơn 500.000 tiền điện. Bình ga trong nhà đã hết, anh lại phải thay ga mất hơn 400.000. Thế là hơn 1 triệu đã bay nhanh chỉ trong vòng 1 ngày. Khi bỏ vài triệu ra cho một bữa ăn nhậu với bạn bè, anh không hề cảm thấy tiếc. Nhưng bây giờ khi chi tiền cho những khoản đó, anh lại thấy tiếc ngẩn ngơ. Không chỉ tiền điện, tiền ga, tiền ăn uống, mà còn ti tỉ thứ tiền khác. Đạt chỉ sống một mình nhưng đã tiêu tốn nhiều như vậy, cho dù có tiết kiệm. Anh chợt nhớ lại khoảng thời gian cả gia đình anh chung sống với nhau. Giờ anh đã hiểu vì sao lúc nào Phương cũng đặt nặng chữ tiền lên hàng đầu. Nuôi một đứa trẻ con tốn kém gấp mấy lần nuôi người lớn. Nhà anh lại có tận 2 đứa trẻ. Chắc hẳn Phương đã thấy rất áp lực khi gồng gánh gánh nặng là lao động chính trong nhà. Đạt bắt đầu có cảm giác hối hận. Nhưng có lẽ bây giờ cũng đã quá muộn để quay đầu. Mấy hôm sau, Dũng gọi điện cho Đạt và mời anh đến nhà ăn liên hoan nhân dịp vợ chồng Dũng mới mua ô tô. Được mời đến nhà bạn chơi, Đạt thấy đi tay không đến cũng không ổn nên anh đã mua 1 giỏ hoa quả. Khỏi phải nói, vì có chuyện vui nên vợ chồng Dũng phấn khởi ra mặt. Hai người tươi cười với quan khách và âu yếm nhau công khai. Khi nói chuyện với Đạt, Dũng luôn bảo Đạt phải nghiêm khắc với vợ và thậm chí là sử dụng bạo lực với vợ để tạo uy quyền của một người đàn ông. Nhưng khi đến nhà và chứng kiến tận mắt cách Dũng đối xử với vợ cậu ta, Đạt thấy khác xa một trời một vực với những gì mà cậu ta nói với anh. Dũng nói chuyện nhẹ nhàng và luôn tươi cười với vợ. Thậm chí khi vợ lớn tiếng thì cậu ta liền hạ giọng để dỗ dành vợ. Vì trong lòng có nhiều băn khoăn nên Đạt chẳng thể tập trung ăn uống được. Đến khi ra về, Đạt vẫn còn tỉnh táo nên có chở cả Khánh về. Khánh cũng là một người bạn thường xuyên đến những buổi tụ tập. Vì tò mò nên Đạt mới hỏi Khánh. Hai vợ chồng nhà thằng Dũng tính ra tình cảm phết ông nhỉ? Giọng Khánh ngà ngà say. Hai vợ chồng nhà nó thì lúc nào chẳng thế. Tôi tiết lộ với ông một chuyện nhé. Thằng Dũng nó rất sợ vợ đấy. Nhưng cứ nhà nào đàn ông đội vợ lên đầu mà sống thì nhà đó đều có tiền của.
thế mới lạ chứ. Thế mà lúc nói chuyện với tôi, nó cứ bảo trong nhà nó có uy quyền lắm. Tính nó vốn hay ra oai vậy mà. Nó có nói gì thì mày cũng đừng nên tin vội. Cái miệng nó không hay nói thật đâu. Đạt chợt nghĩ đến việc Dũng thúc giục anh đánh vợ cũ và nghi ngờ vợ cũ ngoại tình. Anh có chút giật mình. Anh lại tiếp tục hỏi Khánh. Thế thằng Dũng cũng đã từng nói gì với ông rồi à? Trước đây, nó từng xui tôi đánh vợ đấy. Nhưng tôi biết tính cách của nó nên chỉ nghe và cười trừ. Ai không hiểu rõ thằng Dũng sẽ rất dễ bị nó thuyết phục. Đạt nhận ra lâu nay mình đã chọn nhầm bạn để kết thân. Anh đúng là đã bị những lời nói của Dũng làm ảnh hưởng. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, nếu anh là người đủ tỉnh táo, biết suy nghĩ, thì cho dù Dũng có nói những lời quá đáng hơn chăng nữa, anh cũng sẽ không bị phân tâm và làm ra những chuyện không nên làm. Đạt biết mình đã sai, không chỉ một chuyện mà rất nhiều chuyện. Anh muốn quay đầu lại và tìm đường về với vợ con. Đạt và Phương đã ly hôn được 2 tháng. Chỉ 2 tháng ngắn ngủi ấy đã khiến anh thức tỉnh và nhận ra lỗi lầm của mình. Đạt thử đặt mình vào vị trí của Phương. Nếu bây giờ anh tìm đến cô thì chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho anh. Bởi so với khi đang sống chung với nhau, anh cũng chưa có gì thay đổi nhiều. Đạt vẫn đang thất nghiệp và sống vật vờ qua từng ngày. Anh nghĩ chính bản thân anh nên có sự thay đổi bứt phá hơn nếu muốn có cơ hội quay lại với Phương. Đạt lại bắt đầu hành trình tìm kiếm công việc. Anh mượn chiếc xe máy cũ của ông Thái để đi giao hàng. Dù sao, với người không có trình độ và cũng không có quá nhiều kỹ năng như anh, thì đó là cái nghề phù hợp nhất để kiếm được ra đồng tiền. Hơn 30 tuổi, nhưng Đạt mới tập tành với việc lo chuyện nhà cửa, cơm nước đúng nghĩa. Anh rời xa hết bạn bè vì chính anh cũng không xác định được người bạn nào là bạn tốt, người bạn nào là bạn xấu. Sau 4 tháng, Đạt đã có một sự thay đổi đến bất ngờ. Anh không còn kêu than công việc vất vả. Thay vào đó, anh chăm chỉ làm để đạt được chỉ tiêu mà công ty giao. Anh cũng biết chăm chút bản thân hơn nên không còn cái dáng vẻ tiểu tụy, sơ sát nữa. Sau khi đã có đủ tự tin, Đạt mới dám tìm đến nhà bà Liên để gặp Phương và 2 đứa trẻ. Phương cứ tưởng Đạt đang vật vờ ở xó xỉnh nào đó, nên quên luôn là anh đang còn 2 đứa con. Phương vẫn mở cửa cho Đạt vào nhà vì cho dù anh không còn là chồng của cô, là người cô yêu nữa, thì anh vẫn là bố của Long và Hương. Anh có quyền được gặp bọn trẻ. Đạt khá ngại ngùng khi chơi với con. Anh có mua cho chúng mấy món đồ chơi nhưng vẫn chưa thể kết thân với chúng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Đạt nhìn vào Phương rồi lấy hết can đảm để hỏi. Thời gian qua em sống thế nào? Tôi vẫn tốt. Tôi thấy anh có nhiều thay đổi hơn so với hôm tôi gặp anh ở chợ đấy. Anh đã nhận ra được nhiều chuyện mà anh đã làm sai, nên anh đã cố gắng thay đổi để được như bây giờ. Anh không còn tụ tập với lũ bạn xấu nữa. Bây giờ anh đã làm ổn định ở công ty giao hàng mới được 4 tháng rồi. Anh thậm chí còn được khen thưởng là nhân viên xuất sắc nữa. À, bây giờ anh cũng đã chi tiêu tiết kiệm hơn. Anh thành thạo nấu ăn rồi và sắp xếp nhà cửa gọn gàng nữa. Chúc mừng anh. Cuối cùng anh cũng đã làm được những điều nên làm và sống một cuộc đời đúng đắn. Nghĩ về quá khứ, anh thấy hối hận lắm. Đáng lẽ ra từ lúc anh và em đang còn chung sống với nhau dưới danh nghĩa vợ chồng, anh nên làm như thế, chứ không phải đợi đến khi em và con đã rời đi, anh mới thay đổi. Đáng ra ngày ấy, anh không nên đánh đập em và ghen tuông vô cớ. Anh đã hành động như một kẻ điên, chứ không phải là một người chồng. Em có thể tha thứ cho anh và cho anh thêm một cơ hội được không Phương? Tôi e rằng điều đó là không thể. Tuy bây giờ anh đã lột xác hoàn toàn thành một người khác, nhưng trong lòng tôi, những ký ức về chuỗi ngày anh hành hạ cả thể xác và tinh thần của tôi vẫn còn hiện rõ như chỉ mới vừa diễn ra hôm qua. Có thể khi chúng ta quay về với nhau, anh sẽ đối xử tốt với tôi, nhưng tôi sẽ không thể nào tránh được cảm giác bất an, anh sẽ lại ngựa quen đường cũ. Tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống hôn nhân với anh. Tôi hài lòng với hiện tại. Anh cứ sống tốt rồi đối xử tốt với con cái. Đó là điều tốt nhất anh có thể làm với tư cách là một người cha. Thanh xuân của cô đã hết lòng với anh, nên bây giờ khi thấy anh ngày càng tốt lên, cô cũng cảm thấy mừng cho anh. Ở hai ngã rẽ trên hai con đường, Đạt và Phương đều đang sống tốt
và giống hết mình. Họ không còn có thể đồng hành với nhau nữa bởi những vết thương mà Đạt gây ra cho Phương trong quá khứ, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Đúng như Phương nói, điều tốt nhất mà Đạt có thể làm bây giờ để bù đắp cho những ngày tháng ấy chính là làm tròn bổn phận của một người cha với hai đứa con thơ. Phương ngắm nhìn Long và Hương, hai đứa trẻ đang cầm trên tay những món đồ chơi bố chúng mua cho và chơi đùa vui vẻ. Sau đó cô nhìn sang Đạt và nói: "Cảm ơn anh đã đến đây với các con. Nếu anh muốn, tuần sau anh hãy đón hai đứa về bên đó chơi một ngày." Đạt khẽ gật đầu, ánh mắt anh nhìn Phương đầy tiếc nuối. Ánh hoàng hôn chiều tà dần buông xuống, tô đậm lên nỗi buồn của Đạt. Một ngày dài lại sắp kết thúc, nhưng đó cũng là giây phút người ta trông đợi vào một ngày mai tươi sáng hơn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe trọn vẹn bộ truyện vừa rồi của chúng tôi. Quý vị hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của mình bằng cách bình luận ở cuối video nhé.